Hello cả nhà. Em chào mấy chú. Hôm nay cả nhà. Chết rồi, cái điện thoại của em đâu ta? Anh thấy điện thoại của em nhớ không anh? À em nhớ điện thoại em nằm đâu. Rồi em để điện thoại em tuốt ngoài quá. Hai em nhận 568 của chị Mimi nha hai. Em chào mấy chị. Hôm nay là một ngày chủ nhật. Rất là buồn vì mình không thể đi đâu chơi cả. Cứ nằm ở nhà mà lướt điện thoại giết thì cũng chán đấy chị nhỉ. Bà nào ở nhà buồn nè, vô chơi với em nè. Chị nào ở nhà buồn vô chơi với em nè mấy chế. Em sớm giờ là cũng tranh thủ làm hết cho chuyện nhà sao lên liền với bà nè. Chứ thiệt ra nói em ở nhà cũng buồn lắm mấy chị. Giờ không like cũng làm công việc ở nhà. Mà ổng làm công chuyện nhà cũng trong hai đứa kia. Trong hai đứa kia cũng hết ngày. Em chào chị Thảo Ngô. Hôm nay là em sẽ không dám hỏi cái câu là mấy chị có đi đâu chơi không à, mấy chị có kế hoạch gì không. Đó, em sẽ hỏi là hôm nay mấy chị có nấu món gì ăn ngon không, ví dụ vậy chẳng hạn. Giờ mình ở nhà không làm gì đúng không mấy chị? Mình bày này bày kia mình nấu cho cả nhà thưởng thức. Em chào chị Khoa Anh Nguyễn Thị. 12 giờ chị đi làm hả? Trời, hôm nay chủ nhật chị cũng đi làm hả? Hôm nay chủ nhật mấy chế cũng đi làm sao? Hôm nay em bán Montague nha mấy chị. Hôm nay thì em sẽ hạ sào toàn bộ áo Montague 100.000 ba cái và free ship toàn bộ cho các chị với đơn bất kỳ. Được chưa? Rồi, mấy chị ghim giùm em cái bình luận với. Không mấy để em ghim cho mấy bà. Trời, hôm nay tôi thấy tôi đẹp quá ta. Trời, hôm nay em tự em thấy em đẹp luôn á. Rồi. Chị mới nhận mấy cái áo đẹp lắm. Ai bình luận ta? À vô quên, feedback. Đợi tin nhắn. Hôm nay áo mong tôi ghi nha mấy bà. Hôm nay mấy chị thấy mặc cái đầm này đẹp không? Hôm qua quên lên cái đầm này. Cái đầm này mắc cười lắm mấy chị. Em ban đầu em đâu có tính mặc quần đâu. Ban đầu là không hề tính mặc quần đâu. Mà mặc xong cái vô cái nó xẻ hai bên vậy nè. Cái mẹ mặc cái quần. Chứ không thôi kỳ lắm. Mặc vô xong rồi chết mẹ. Kiểu gì là chết rồi, lộ hàng rồi. Đó là thế là em mới mặc một cái quần vô. Chứ em không hề biết là cái này nó như vậy luôn. Mặc vô em mới thấy. Đầm Nhật nó lạ lắm mấy chị. Đầm Nhật nhiều cái lạ lắm. Em đang mặc một cái đầm vải linen nè. Mới cón luôn á mấy chị. Đầm mới lắm. Dạ em cảm ơn chị Mai Ngọc. Hôm nay vẫn là sản phẩm đó đó chị, nhưng mà là hàng nó hạ sào rồi mấy bà. Hôm nay hạ sào cực kỳ rẻ và hỗ trợ free ship toàn bộ cho đơn hàng bất kỳ, hỗ trợ khách hàng trong mùa dịch khó khăn. Em cũng khó khăn, các chị cũng khó khăn thì mình chia nhau mỗi người một ít. Ví dụ như các chị mà muốn tìm một cái áo, một cái sản phẩm nào đó đẹp, các chị cứ tự tin chọn hàng ngày hôm nay, không lo về giá. Và đặc biệt mấy chị không lo luôn về phí ship. Toàn bộ phí ship ngày hôm nay em sẽ chịu hết toàn bộ cho các chị, được chưa ạ? Có nghĩa là em hạ như vậy với giá như giá rẻ như vậy và còn chịu ship nữa thì gần như là em muốn lấy lại cái vốn để trong cái mùa dịch này em đỡ giam vốn rồi mấy chị. Chứ mà lời thì không dám nói nha. Rồi em chào chị Trần Cúc, em chào chị Mai Ngọc nha. Em cảm ơn tất cả các chị đã chọn livestream của em ngày hôm nay thay vì rất là nhiều cái livestream ngoài kia.
Rồi em sẽ lựa đồ đẹp lên trước nha. Em nhớ là cái cọc này em chưa lên nè. Rồi con này em chưa lên nè. Tại vì trong hai kiện á, nó có hơn 1.000 sản phẩm. Có 1.000 sản phẩm em chưa có lên. Thì hôm nay là em lên cho hết luôn một lượt. Và em sẽ gửi toàn bộ giá 100.000 ba cái và free ship toàn bộ cho các chị. Thì các chị thương em chia sẻ cho em một vài lần, một vài nhóm hay bất kỳ cái gì đấy. Một lần chia sẻ cũng là ủng hộ cho MV nha các chế. Rồi con này đi size M hàng thêu nè mấy chị. Con này size M hàng thêu 100.000 ba cái và được free ship nha. Rồi lấy con này cho em mã số B9. Size M từ 45kg đến dưới 53kg mặc đẹp giùm em nha. Lấy cho em mã B9 nha mấy chị. Em chào chị Hoa Xuân Rồng. Em chào cái tình yêu của em. Đây có những con này em chưa lên nè mấy chị. Đây những cái dòng này là đẹp không á mấy chị. Rồi một con size M nữa. Một con size M nữa nha mấy chị nha. Đồng giá 100.000 ba cái và được free ship hoàn toàn luôn. Lấy con này cho em mã 402 luôn. 45kg cho đến 53kg quay đầu nha các chế. Mã 402 B9 nè, con chốt cho Mỹ Liên Hồ. Em chào chị Nhung Bùi. Em chào tất cả các chị. Rồi ở cái mẫu này bao dễ thương luôn nè mấy bà ơi. Cảm ơn ngoại đã mở hàng cho con ngày hôm nay. Đây, mấy chị ơi, con này 50-55kg quay đầu giùm em quá đẹp. 50-55kg quay đầu giùm em quá đẹp nè. Thấy con này cho em mã số 413 402 của Tina nè. Hello em. 402 của Tina rồi. Tina cho chị xin lại cái số điện thoại lần nữa nha. Tina cho chị xin lại cái số điện thoại cả nhà. Chứ trên cái fanpage mới của chị chưa có số điện thoại của em á. Em cho chị xin lại, chị lưu lại thôi. Em chào chị Minh Ngọc ạ. 413 của Tina luôn nè. Em chào tất cả mọi người. Hôm nay 100.000 ba cái mấy chị được miễn phí ship hoàn toàn nha mấy chị ơi. Em lên đi, em có hai màu. Em thấy con này đẹp lắm đó mấy chị. Rồi form này nè, em thử một form cho mấy bà coi. 50kg cho đến 55kg mặc đẹp. Chất liệu này chất liệu gân á. Đó, mấy chị mặc nó sẽ che được dáng rất là ok luôn. Lấy con này cho em mã số 12 nha mấy chị nha. Mã số 12 dạ hôm nay 100.000 ba cái free ship nha chị. Rồi con này mấy chị ơi, wow, cũng như vậy luôn. Mấy chị lấy cho em mã 162 nha mấy chị. Hai cái đều 50kg cho đến 55kg mặc đẹp nha. Lấy cho em vi mã 162. Rồi em lên một em form dài rất là xinh. Hai. Con này đẹp chưa mấy chị? Con này size to giùm em nha. Đây con này form dài mấy chị có thể mặc quần sọt như em cũng được, còn không mặc quần legging giùm em. 50kg cho đến dưới 58kg mặc đẹp nè. Đây mấy chị. 50kg cho đến dưới 58kg mặc đẹp. Lấy con này cho em mã số 71 nha. Giá bán hy vọng thu lại được một chút xíu lờ vốn đó chứ. Rồi em lên nè. Một em size to. Con này trắng trơn size to giùm em. Form dài dễ mặc cực kỳ. Giá con này 50kg cho đến dưới 60kg luôn giùm em nè mấy chị. Lấy con này cho em vi mã số 132 đi ạ. Lấy cho em vi mã 132 nè. Siêu mẫu nè mấy bà. Ôi con này đẹp ghê chưa. Con này size S thôi mấy chị. Dưới 50kg mặc đẹp. Một em size S dưới 50kg mặc đẹp nha. Tất cả các sản phẩm hôm nay là 100.000 ba cái và free ship nha các chị. Lấy cho em con này mã số 02. Size S mấy chị ơi. Size S. Trời ơi con này hai dây hơi bị dễ thương. Size M 45kg cho đến 55kg vừa luôn giùm em nha. Hai dây đi dễ thương nè. Rồi lấy con này cho em mã số M25 đi ạ. Lấy cho em vi mã M25. Một em nè. Trời ơi cưng quá. Con này size M 45kg đến dưới 52kg mặc đẹp nha. Con này 45kg đến dưới 52kg mặc đẹp. Mấy chế chốt cho em mã C18 đi ạ. Màu xanh này xinh cho mấy chị. Lấy cho em vi mã C18 nha. Hôm nay toàn bộ các sản phẩm nhà em là 100.000 ba cái và free ship hoàn toàn nha mấy chị. Lên nữa nè. Con này mặc làm đầm cũng được chứ có gì đâu. Size M 45kg cho đến 53kg quay đầu nè. 45kg cho đến 53kg quay đầu. Mấy chị chốt cho em mã số 93 nha. C18 em chốt cho chị Cúc ạ. C18 là của chị Trần Cúc trước. Tina sau nháy ơi. Tina sau rồi nha em. Rồi từ từ em lên hết. Em có con này đẹp nè mấy bà. Đây con này mấy chị nhìn nè, đẹp lắm. Con này free size dưới 60kg. Mẹ biết rồi. Con xuống dưới ăn đi, con ra ngoài con ngồi ăn đi mẹ thương. Rồi con này nha mấy chị, đấy con này mấy chị mặc với giày bốt này nọ đẹp lắm. Dưới 60kg giùm em con này đã lắm nè mấy bà nè. Dưới 60kg free size. Mấy chị lấy cho em mã 448 nha. Đây cái con đó đẹp lắm á. Con 448 em thấy ok. Dưới 60kg free size giùm em nè. Con này là size M nè mấy chị.
Đẹp chưa? Một con sập quá dễ thương. 45kg đến dưới 52kg thôi nha. Sập dễ thương chưa? 100.000 ba cái ngày hôm nay và được free ship hoàn toàn nha. Lấy câu này cho em mã số 17 giùm em đi mấy chị. Lấy cho em Vi mã số 17 giùm em nè. Cái gì nữa đây? Trời ơi má ơi, màu da nè mấy chị. Rồi một con size SM tiếp tục. 45kg cho đến dưới 52kg giùm em. Lấy con này cho em Vi mã số 533 đi ạ. À. Lấy cho em mã 533, con có cổ quá đẹp nè mấy chị ơi. Mã 533 17 của chị Minh Ngọc trước nha. 17 chị Minh Ngọc lấy trước rồi mấy chị ơi. Con 533 cũng xinh đó mấy chị. 533 con chốt cho ngoại Mỹ Liên Hồ nè. Đây em lựa đồ đẹp nè mấy chị. Oh wow, con này free size nha. Thật ra là con này đẹp lắm. Mấy chị mặc SML, mấy chị mặc kiểu nào cũng đẹp hết mấy chị. Dưới 60kg là mấy chị mặc ok. Rồi lấy siêu mẫu cho em mã số 21 giùm em nè. 533 con chốt cho ngoại Mỹ Liên Hồ rồi. Rồi, có tay nãy giờ lên nhiều, lên mấy mẫu sắc cánh rất là đẹp nha mấy bà. Đây, con này là sắc cánh màu da nguyên miếng. Con này là nguyên miếng hàng cao cấp. 50kg cho đến 60kg nha. Con này màu da nguyên miếng nha. Hàng cao cấp nha, 50kg cho đến 60kg. Lấy cho em mã số 41 giùm em nè mấy chị. 21 em chốt cho chị Nhung Bùi nè, quá đẹp. Chị Nhung Bùi cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn nha. À, hỗ trợ giùm cho em, bây giờ free ship rồi thì lên luôn cho em địa chỉ để em hỗ trợ em giao hàng nhanh cho mình đó chị. Đây, con này mấy chị, hàng hiệu đó. Rồi mấy chị ơi, mặt đẹp lắm. Con này cái vải của nó là gọi là vải mát lạnh luôn á mấy chị. Con này size S dưới 50kg thôi giùm em nè. Hàng mát lạnh lắm, con này mà đóng thùng là ok lắm luôn á mấy chị. Lấy con này cho em Vi mã số M27 nha. Lấy cho em mã M27 nha, em cảm ơn. Cho em thêm cái địa chỉ cho nó dễ nha chị. Con này đẹp lắm á mấy chị, con này hàng nguyên miếng á mấy chị. Con này là nguyên một miếng len luôn á mấy chị, cầm trên tay nó rất là cao cấp. Nó rất là cao cấp, mã số 41 mấy chị bỏ qua tiếc lắm á mấy chị. Con nó cầm trên tay cao cấp dữ lắm luôn á. Rồi em lên sắc cánh đính cườm, con này mình có thể cột cái nơ ngay đây nè mấy bà. Đó, con này là size SM 45kg đến dưới 53kg body giùm em nha. Lấy con này cho em mã số 64 body. Body giùm em nha mấy chị nha, lấy cho em mã số 64 nè. Con này màu đẹp quá chị. Trời ơi, con này màu đẹp ghê chứ mấy bà. 45kg cho đến 53kg size SM luôn. Lấy con này cho em Vi mã số M99 nha. Em cảm ơn chị Nhung Bùi. Lấy cho em mã số M99. Chị Nhung Bùi cố gắng chốt ba cái giùm em nha. À, là em sẽ giao hàng cho mình ngày mai. Rồi mấy chị, đẹp chưa? Con này là size S dưới 50kg thôi. Mấy chị mặc rất đẹp luôn. Size S dưới 50kg mặc rất đẹp. Lấy con này cho em mã số 073 anh ơi. Anh ơi, anh ơi, lấy cho em mã 073. Dài, em lên nha. Toàn bộ sản phẩm ngày hôm nay là 100.000 ba cái hết nha mấy chị. Có crop top sexy nha, nhưng mà bây giờ Vi không nhớ nó để ở đâu rồi ấy. Rồi con này đi cho nó dễ thương nè. Con này size SM nè, 45kg cho đến 53kg luôn nha. Lấy con này cho em mã số E43 đi mấy chị. Lấy cho em mã E43, toàn bộ các sản phẩm ngày hôm nay là đồng giá hết nha mấy chị nha. 100.000 ba cái và free ship. Em lên con này hàng hiệu giùm em nè mấy chị. Hàng hiệu giùm em size số 95. Rõ, đẹp chưa? Con này thì 55kg cho đến 65kg vừa luôn. Con này hàng hiệu nha mấy chế. Rồi 100.000 ba cái, free ship toàn bộ mấy chị. Lấy con này cho em mã 04 nha mấy chị nha. Lấy cho em Vi mã 04 nè. Em có rất là nhiều đồ mấy chị ơi. Rồi con này đi. Con này là size SM tiếp tục. Wow, dáng con này là 45kg cho đến dưới 53kg thôi, 52-53kg thôi giùm em nè. Con này quá dễ thương mấy chị. Rồi lấy con này cho em Vi mã số 942 luôn nha. Lấy cho em mã 942 04 hàng hiệu, chốt cho chị Hoàng Lan Anh nè. Nó ăn sữa chua nó chết hết. Từ đây cho tới đây nè. Giờ em cảm ơn thông tin của chị Nhung Bùi. Chị Nhung Bùi cố gắng chốt đủ ba cái giùm em nha chế ơi. Rồi chị Hoàng Lan Anh cho em xin lại số điện thoại nha chị. Sao mà em vẫn chưa có số điện thoại hoàn chỉnh của mình ta? Bấm lại cho em cái số điện thoại để em lưu ở trên cái fanpage của mới của em nha chế nha. Chào mừng chế đến với fanpage của em. Rồi con này dưới 52kg đẹp nè mấy bà. Dưới 52kg đẹp quá, đẹp quá. Lấy con này cho em Vi mã số 72 luôn các chị ơi. 942 con chốt cho Mỹ Liên Hồ nè. Hôm nay chỉ có 100.000 ba cái thôi mấy chị ơi. Hôm nay chỉ có 100.000 ba cái thôi đó, rất là rẻ luôn đó. Rồi con này là size S dưới 48kg giùm em nha. Con này dễ thương quá.
Size S dưới 48kg nha. Lấy con này cho em mã M10 giùm em đi ạ. Lấy cho em Vi mã M10 nè mấy chị. Đây, con này là 50kg đến dưới 55kg vừa. 50kg đến dưới 55kg vừa. Siêu mẫu luôn mấy chị ơi. Siêu mẫu luôn nha. Lấy con này cho em mã B78 nha. À dạ, ở Bắc Giang gì chế chế Hoàng Lan Anh nhận hàng được không? Có gì chuyển khoản cho em trước được không chế? Em đi một cái dịch vụ giao hàng khác cho nha. Đây. Rồi, cảm ơn mấy chị đã ủng hộ em ngày hôm nay nè. Em lên hàng hiệu nè, đến đá chữ Paris. Con này size to nè mấy bà. 55kg đến 60kg. Con này là len gân full luôn, đính đá chữ Paris á. 55kg cho đến 60kg. Con này quá tuyệt vời cho cái giá rẻ luôn nha mấy chị. Lấy con này cho em mã M73 đi. Lấy con đó cho em Vi mã M73 nè. Em có rất là nhiều sản phẩm nha mấy chị. Dạ dạ dạ. Em sợ là nhận không được quá. Tại vì em bị một vài đơn Bắc Giang rồi chế. Chứ không phải là gì. Tại vì tất cả, toàn bộ tất cả các đơn vị vận chuyển bây giờ nó đang ngưng nhận cho Bắc Giang rồi đó chế. Thông cảm giùm em được không? Em là người trong nghề nên em biết lắm. M73 em chốt cho chị Thảo Ngô. Con này hàng uni á chị. Con này hàng uni quy lô giùm em nè. Dưới 52kg mặt đẹp hàng uni. Lấy con này cho em mã 226 nha mấy chế ơi. M73 em chốt cho chị Nhung Bùi ạ. Cái sắt cánh á, cái sắt cánh là mà là gì đó nha mấy chị đẹp á. Cái sắt cánh hàng uni giá 52kg quay đầu á. 226 em chốt cho chị Thùy Dương nè. Cái sắt cánh này đẹp quá trời luôn. Cái sắt cánh này mấy chị mặc đẹp lắm. Mấy chị mặc cái quần jean đơn giản vậy thôi cũng được. Thì sắt cánh mấy chị mặc phần trên nó giống em vậy nè. Nếu không giao được thì thôi em nhé. Tức là bây giờ chị chuyển khoản cho em được không? Có nghĩa là mình không hỗ trợ chuyển khoản được hả? Tại vì bên em còn có một cái đường đi, nó là đường biển. Bên em còn một cái đường biển nữa. Đi 5 ngày mới tới chị. Nhưng mà bắt buộc phải chuyển khoản cho em chị. Tức là em có rất là nhiều nguồn để giao hàng á chế. Tức là vừa rồi các đơn Bắc Giang em đi được. Nhưng mà em phải đi lẻ. Em phải có một cái mối hợp tác riêng mới đi được. Thì thường những người ở Bắc Giang là chuyển khoản cho Vi á. Chứ bây giờ không có ai đi được đâu ngoài em. Tại vì em có một cái mối riêng á chế. M73 từ từ. Hồi nãy M73 là em chốt cho chị Thảo Ngô rồi đó. Em ra phiếu cho chị Thảo Ngô rồi mà ta. Ha sao. Từ từ đợi em một chút. À M73 em chốt cho chị rồi. Em xin lỗi chị Nhung Bùi nha. Em xin lỗi chị Nhung Bùi nha chị. M73 là chị Thảo Ngô lấy rồi á chị. Mà em quên á chị. Em in lần nữa nha chị Nhung Bùi nha. Chị Nhung Bùi mình chọn con khác giùm em nha. Tại em mắc nói chuyện cái em quên á. Được không chị Hoàng Lan Anh ơi? Được không chị? Đó chứ bây giờ nó vậy đó. Thì hiện tại tài khoản của chị. Dạ không sao hết. Vậy là lần sau mình lại ủng hộ em cho chế nhà Hoàng Lan Anh nha. Lâu quá em mới gặp chị luôn mà cuối cùng không chốt được cho chị. Tiếc quá à. Cả nửa năm rồi em mới gặp bà đó. Rồi em lên đi con này. 50kg cho đến 55kg giùm em. 100.000 ba cái nha mấy chị. 50kg cho đến 55kg giùm em. Lấy con này cho em mã 195 nha. Lấy con này cho em Vi mã 195 nè mấy chị nè. Ủa sao bị phong, sao sợ bị phong tỏa lại rút hết sạch tiền trong tài khoản ta. Em cũng chưa có hình dung ra ta. Rồi con này cũng sắt cánh giống cái con uni nãy đó mấy chị. Nhưng mà nó là size M. 50-55kg mặt đẹp. 50-55kg mặt đẹp. Em chào chị Trang Mai. 50-55kg mặt đẹp. Lấy con này cho em mã số 132 nha. Dạ cảm ơn chơi. Vậy coi như mình xem em giải trí hả chị. Có cơ hội là mong chế ủng hộ em nha. 195 của chế Mỹ Ngọc nè. Rồi em lại lên nè. Đây. Con này mấy chị 50kg cho đến 57kg mặt đẹp. Sắt cánh nha mấy chị nha. 50kg cho đến 57kg mặt đẹp. Size ML. Lấy cho em mã B81. Lấy cho em Vi mã B81. Em còn 2 dây nữa nè. Em có 2 dây đẹp lắm nè. 2 dây này size M nha. Đó, 45kg cho đến 53kg vừa 2 dây. Lấy 2 dây cho em Vi mã B97 nha mấy chị. Mấy chị chia sẻ thêm giùm em nha. Hôm nay 100.000 ba cái được free ship toàn bộ luôn. Đó, rất là đã luôn. Em lên size to. Trời ơi con sọc này đẹp quá vậy. Con sọc này free size giùm em bao nhiêu ký cũng vừa. Con này mấy chị nếu mà mấy chị size M, mấy chị mặc làm cái đầm giấu quần cũng được. Còn không thì mấy chị size LXL mình mặc thoải mái giùm em nha. Rồi lấy con này cho em mã số M74. Dưới 65kg free size là mấy chị mặc đẹp nha. Lấy con này cho em mã M74 đi ạ. Rồi con này quá đã.
Con này là size cũng 60-65kg thoải mái luôn nè mấy chị. Size XL, new tem luôn, rẻ chưa? Lấy con này cho em mã số M52 nha. Quá rẻ luôn, M52 quá rẻ luôn mấy chị ơi. M52 quá rẻ luôn dạ. Nói chung giờ tình hình giờ em cũng không biết làm như thế nào hết luôn. Rồi con caro này đi mấy chị. Con này 50kg cho đến 55kg mặc đẹp giùm em nha mấy bà. 100.000 ba cái em free ship toàn bộ nha mấy bà. Lấy con này cho em mã số 47 nha. Lấy con này cho em vi mã số 47 nè. Ơi con này dễ thương lắm 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 luôn. 50kg cho đến 53kg nha mấy chị. Con này là đang dây đó mấy chế ơi. Chốt con này cho em mã số 56 nha mấy chị nha. Đang dây màu vàng nha mấy chị. Dạ em chào chị Quỳnh Trần. Hôm nay bên em có rất là nhiều phong cách chị. Mong tư ghi mình dễ mặc lắm chế. Mong tư ghi mình dễ mặc lắm chị. Đó. Nói chung là từ trừ khi nào mình cao cấp quá thôi, thì mình em không có đáp ứng được. Còn mong tư ghi mình mặc thường ngày rất là đẹp, vải mắt mịn nha chị. Ở đây con này nha, 50kg cho đến 58kg giùm em. Mình mặc quần sọt, quần jean gì cũng đẹp nè. 100.000 ba cái em free ship nha các chế. Lấy con này cho em mã số 86 giùm em nè. Lấy cho em vi mã số 86 giùm em nha mấy chị nha. Sắc cánh em cũng có nè mấy chị. Con này mấy chị mặc rất là mát mẻ. Con này 50kg cho đến dưới 60kg giùm em nè. Sắc cánh màu tím nha, vải mát lắm. Lấy con này cho em mã số 38 nha. Lấy con này cho em vi mã số 38 nha. 86 chốt cho chế thảo ngô nè. 86 chốt cho chế thảo ngô. Rồi em có một em form dài nha. Em có một em form dài. Con này mấy chị mặc làm đầm vô tư. Rồi con này nha, size SM. Con này là từ 45kg cho đến dưới 52kg ok. Một con đầm luôn, giá bao rẻ. Lấy con này cho em mã số 502 đi giùm em nha. Lấy cho em vi mã 502 nè. Màu gì em cũng có nha mấy chị. Rồi cái kiểu này mới nè. Cái kiểu này em chưa lên bao giờ. 50-55kg hốt liền giùm em, con này quá đẹp. 50-55kg nè mấy bà. Lấy con này cho em mã M36 nha. 50-55kg lấy cho em vi mã M36. Hôm nay chủ nhật mấy chị xem like có rõ không? Hôm nay 100.000 ba cái free ship nha mấy chị ơi, miễn phí ship hoàn toàn luôn. Rồi một em form dài giùm em nè mấy chị. Đây, con này 50kg cho đến 55kg mặc đẹp nha. Con này form dài rất là đẹp, màu rêu. Lấy con này cho em vi mã số 454 nha. Lấy cho em mã 454 giùm em nè mấy chị. Mấy chị có thích form đầm không? Form đầm em còn nè. Đây con này 50-55kg rất là dễ thương. Form đầm luôn đó mấy chị, trên gối MV nha. Lấy con này cho em mã số 479, 50-55kg size nè, size SM thoải mái nha mấy chị. 50-55kg nó dài gần bằng cái đầm của em mặc luôn á mấy chị. Lấy cho em mã quên, lấy cho em mã 479 con đó nha mấy chế. Đây, con này siêu cute luôn. Con này nó sắn ngực. Con này phải gọi là bao đẹp nè mấy chị, size S lấy đi. Ủa dễ thương quá, bao mới cho mấy bà luôn. Size S với 50kg body đi cho nó đẹp nha. Quá rẻ cho cái giá này được chưa mấy chị. Lấy con này cho em mã số 44 mấy chị. 100.000 ba cái. Hôm nay free ship cho đơn 100.000 được chưa. Hôm nay em free ship nha mấy chị nha. Em free ship nha. 479 em chốt cho chị Trần Cúc nè. Cái đầm quá xinh. Cái đầm quá xinh. 44 em chốt cho chị Nguyên Thảo. Em chào chị Nguyên Thảo. Cảm ơn chị chọn livestream của em ngày hôm nay nha. Ok mình cứ chọn đơn, nhắm mắt chọn đơn ba cái là bên em chịu ship cho mình nha chế ơi. Rồi mọi người nè, mọi người hỗ trợ nhau một ít nè mấy chị. Trời chứ chủ nhật em ở nhà em chán lắm luôn. Hết móc rầu. Em chào chị Nhiên Võ. Rồi con này mấy chị, form dài mà cầm đầm được nha. Con này lên giày bốt các kiểu, con đà điểu. 50kg cho đến 58kg size ML free size giùm em dưới 58kg. Lấy con này cho em mã 168 đi mấy chế ơi. 168 mấy chế ơi. Ôi em lựa đồ đẹp hơn nữa nè. Ôi ơi con này đẹp hơn nữa. Rồi con đà, con này form dài, form cánh dơi free size. Rất là đẹp với cái hình quả tiết. Bao nhiêu ký cũng vừa con này nha mấy chị nha. Lấy con này cho em mã số 101 giùm em nha mấy chị. Ba cái kiểu khác nhau được không? Em chưa hiểu ý chị. Ở đây là đồ si á chị. Không có cái nào giống cái nào hết á. Bên em 1.000 cái là khác nhau đúng 1.000 cái. Tôi thích dép lào à. Em chào chị Duyên Chiều, em chào chị Lê Văn Lành. Áo len sao mang dép lào được ta? Con này mang dép lào được nè bà. Rồi bà thấy ngầu không? Tôi mặc con này tôi còn thấy nó lạ nữa bà.
Lai lên nè mấy chị. Trời ơi, nguyên một con ngựa cho mấy chị luôn. Con này dép lào nè. Được không? Trời ơi, bao lào luôn. Size M 50-55kg nha. Lấy cho em mã 150. Hai con quả tiết lụa luôn đó mấy chị. Chị Mân Trần ơi, bây giờ mình chọn ba cái thì mình chọn theo cái ký, số ký của mình cho nó vừa đẹp và mình bấm mã cho em mới bán nha. Em thấy chị Trần Thủy mà. Dạ cái đầm em bận 65.000 á chế ơi, có 65.000 thôi à. 150 của chị Nhiên Võ nè. Cái bận á hay cái bận là đầm 65.000 chị. Hôm qua em lai đầm 65.000, em lai quá trời luôn. Bán 200-300 con luôn á. Đầm Nhật cao cấp á, cái này đầm Nhật cao cấp bán có 65.000 thôi à. Em nay em xả cái này để em lấy móc nè. Chị cứ chọn hết con nào chị bấm mã con đó. 100.000 ba cái phi ship, miễn phí ship, có nghĩa là mình chọn ba cái thì giao tới hàng, giao tới nơi tận cửa có 100.000 thôi. Rồi đây mấy chị. Rồi một em lưới đen CSM. Một em lưới đen CSM nha. 50kg cho đến 55kg giùm em, lấy con này cho em mã 468 đi. Chị Lưu Ăn Lành lấy rồi chế ơi. Chị Lưu Ăn Lành lấy rồi, hôm qua chị bận hả? Hôm qua tiếc quá, hôm qua 300 con, lên 500 con đầm Nhật thiết kế không đẹp lắm. Nhiều chị muốn em lai đầm nhưng mà em lai phải cắt nha mấy chị. Em mà lai đầm là em lai mà liên tục, em lai chịu không nổi. Tại em lai đầm bệt quá, em lai đầm em đuối. Em lai đầm em bán, em xuống lai xong là em nằm không á mấy chị. Em nằm em thở. Nên là chị nào mà có cơ duyên mà có rảnh lựa đầm là tuyệt vời. Hôm qua đầm Âu, đầm đồ không. Hôm qua em lên được, tính ra em tính em đếm đơn là 300 con ha, em bán 200 mấy con là có 70 con đầm Âu đen. Mà trong khi đó chị Kim Hiền là hốt hết 7 con đầm Âu đen rồi. Mấy chị biết không, đầm Âu đen giá thị trường nó đang là 500.000 cho đến 550.000 á. Một số shop nó đang thảo giá đó mấy chị. Em lại sở hữu rất là nhiều đầm Âu đen mà em chỉ bán có 65.000. Là em mang tiếng là em chia cho khách qua em thôi đó. Giá sỉ còn chưa có giá 65.000 đầm Âu đen đó mấy bà. Em chia cho khách của em thôi. Thậm chí mà khách mới mua em còn phải trâu mày, em sợ họ bơm em á. Tại vì cái đầm Âu nó rất là giá trị. Em bán 65.000 em rất là ghét bị bơm. Nên là em chỉ muốn bán cho mấy chị khách quen thôi. Riêng mấy cái hàng Âu thiết kế em chỉ muốn bán cho mấy chị, em không muốn bán cho người khác. Trời ơi mấy chị thấy em bán hàng mà chảnh không. Rồi đó mấy chị, 55kg cho đến 60kg con sắt cánh này nè. Hôm nay 100.000 ba cái, riêng mông tư riêng nha. Lấy cho em mã 939. Nên là mấy chị cứ nói chung mấy chị cứ theo dõi em đi. Mấy cái đầm Âu đen dễ lắm. Em có số lượng luôn. Nên là mấy em chia được. Đầm Âu đen free size, 3 size SML nhiều size lắm. Rồi đây con này mấy chị. Con này 50kg cho đến 55kg mặt đẹp. Lấy cho em mã số 182 nha. Size SM con đó mới chết. Mã số 182. Chờ vét Nhật hả? Vét Nhật là em chưa có size to. Trời ơi em còn SM thôi. Vét Nhật bây giờ em chỉ còn SM, em chỉ còn có 50 con size L thôi mà hết 300 con size SM. Nên là em rất khó để mà lên vét Nhật luôn á chị. Tí không? Rồi sắt cánh nữa nè. Trời ơi mùa hè này mặc sắt cánh đẹp quá, mấy bà không lấy nè. Sắt cánh này sao 55kg đến 65kg vừa nha. Lấy con này cho em mã số 302 sắt cánh. Trời ơi tôi có mấy con sắt cánh ba màu luôn mấy chị ơi. Hàng mong tôi ghi bao mịn nha mấy chị. Trời ơi mấy con sắt cánh này mát mịn đã, dễ phối đồ. Chơi lớn không? Dạ. Hôm nay em chơi lớn hơn ta mà chị. Rồi đây hai dây rắp top. Hai dây phong ngắn chứ không phải rắp top nữa. Nếu mà rắp thì nó không rắp lắm. Ngày hôm qua chị không chốt được con Âu đen nào luôn đó. Cố gắng lên chị ơi, theo dõi em nha chị. Chứ bây giờ bản thân em cũng không có thời gian để chụp Âu đen cho khách đó. Nên là mấy chị phải theo dõi like, xong mấy chị chốt theo cái chiều cao cân nặng cho mấy chị. 302 con chốt cho cô Xuyên Đặng size to nè. Rồi cái này size SM giùm em nha mấy chế nha. Hôm qua nhiều chị không chốt được lắm em biết, nhưng mà em hôm qua em hết hơi rồi. Hôm qua 5 giờ chiều là em hết hơi rồi. Rồi đây mấy chị. Đây size S giùm em nha mấy chị nha. Đẹp quá trời size S nhưng mà dưới 52kg, ngực 90 thoải mái nha. Lấy con này cho em mã 164 nè. Ra con này trơn nha, dây nó đôi cưng chưa, size S luôn mấy chị, dưới 50kg trơn dây đôi đẹp chưa. Lấy con này cho em mã số 480 luôn, hai con hai dây size S ha. Lấy cho em mã 480 ha. Rồi lên nè mấy bà, 55kg cho đến 60kg con này quá tuyệt vời nha, quá tuyệt vời. Lấy con này dây mã 514 nha, 55kg cho đến 60kg mã 514 giùm em nè. Đầm nè mấy chị,
đầm len cao cấp nha, size SM luôn. Lấy con này cho em mã 543. Đầm len này thì mấy chị 50kg cho đến dưới 55kg thôi, size SM thôi, mã 543 con đầm len có tay, đầm len tay lỡ. Mã 164 của chị Uyên Thảo, 514 của chị Lưu Văn Lành, 164 của chị Uyên Thảo nè, màu hồng nè. 514 của chị Lưu Ăn Lành. Em còn nè chị Thảo. Con này nguyên miếng á. Con này coi dạng SM thoải mái, mã C7, con này nguyên miếng gân á nha. Màu xanh navy, mã C7. Trời ơi con này đẹp quá nè mấy chị, có một cái duy nhất thôi đó. Con này 50 55 kg nha, có một cái áo duy nhất này thôi. Mẫu này em hết hàng luôn á. Lấy cho em mã 283. 50-55kg mã 283. Trời ơi đất hỡi rồi, 55kg cho đến 58kg nè. Lấy con này cho em mã số 43. 55-58kg lấy cho em Vi mã số 43 nè. Hôm nay cô Lan nghĩ là bắt đầu nhờ mấy chồng. Anh ơi 283 em chốt chị Lưu Ăn Lành. Yeah. Anh mang đồ ra giùm em với mang đồ vô giùm em được không? 43 của chị, của Tina nè, 43 hàng cao cấp nha Tina. Đồ gì? Anh mang cái này ra xào ngoài, với xào ngoài anh đem vô cho em được không? Thì nó đầy xào, mang vô cho em cái đi. Rồi đem với chị Phong đầm nha. Rồi con này quá đẹp, 55kg cho đến 60kg ok. 55kg cho đến 60kg ok. Lấy con này cho em mã 404 nè. Hello con trai. Cái gì vậy? Anh đứng chắn cái camera của em á. Ủa thôi vậy thôi, anh vô anh nằm đi để em tự em làm. Không làm thôi. Nhờ vả xuống liền nhưng mà có vẻ không vui mấy chị. Tại vì ông xã em không có muốn chủ nhật làm việc. Nè đứng nó đi, đợi em chút nha chế. Bốn không bốn ngày chốt cho cô Xuyên Đặng rồi. Em chào chị Liên Lê. Hello, ngủ gì mà dậy sớm vậy? Rồi cái con này nha mấy chị, cái con này là hàng nguyên miếng giùm em nè. Hàng nguyên miếng mấy chị thấy không? Đã chưa? Nguyên miếng coi giãn nhiều lắm, 50kg cho đến 58kg thoải mái nha. Để đầu xàm em. 50kg cho đến 58kg thoải mái. Lấy con này cho em mở B25 nè mấy chế. Có áo kim tuyến lên nha. À, áo nhũ lên chị, có chị. Nhũ có nha, em có một vài con nhũ nha. Ngoài cái... Đây em có nhũ size ML nè mấy chị. Nhũ này size ML giùm em nè. Đẹp chưa? 50kg cho đến 60kg free size. Lấy con này cho em mã số 178. Con này 60kg mấy chị mặc được nha. Mã 178. B25 em chốt cho chị Nhung Bùi nè. B25 là hàng nguyên miếng nha. Nó coi giãn nhiều quá, đẹp lắm á. Đây em có đồ đẹp nè. Em thấy cái này quá trời quá đất rồi nè mấy bà. Nè con này 50kg cho đến 58kg thoải mái luôn. Mấy bà lấy cho em mã M89 nha. Quá trời quá đất rồi nè con này. Màu 78 của chị Thảo Ngô nè. Màu 78 chị Thảo Ngô trước rồi. Em chào chị Phan Dương. Chúc chị cuối tuần vui vẻ nha. Đây em có con này nè, size SM. Con này đi tiệc giùm em. Size SM hàng đi tiệc. Dưới 55kg là vừa. Mấy bà chốt con này cho em mã 111 nha. M89 chốt chị Kiều Gia Long nè. Wow, chúc mừng chị M89 đẹp ghê không. Em có một con á mà màu khác. Con này size SM thôi, 45kg đến dưới 53kg. Lấy con này cho em mã số 528 nha mấy chị. Lấy em mã 528. Wow nè, con đỏ đi nguyên miếng nè mấy bà. Size SM luôn, 45kg cho đến 52kg. Con đỏ này nguyên miếng sắt cánh nha. Lấy con này cho em Vi mã số 42. Lấy cho em Vi mã số 42 nha. Lấy cho em mã số 42 nè mấy chị. Rồi 528 chốt cho chị Quỳnh Mai. Mấy chị lưu ý là hôm nay là mình cho cố gắng chốt đủ đơn 3 cái mới được free ship nha. Chắc 1-2 cái là bên em hoặc Vi không có free ship cho mấy chị đâu nha. 42 của chị Thùy Dương.
Con ăn cái gì á? Ồ, mày thấy rồi, mày biết rồi. Rồi đây mấy chị. Con này size SM 50kg đến dưới 55kg giùm em. Lấy con này cho em mã số 95. Ơi. Mã số 9 em chào chị Trần Trâm, em chào chị Long Kiss hả? À. Rồi một em form dài free size, con này 55kg cho đến 65kg thoải mái nha mấy chị. Hàng hiệu của Uni Willow con này giùm em. 55kg cho đến 65kg free size hàng hiệu Uni. Lấy con này cho em vi mã số 438 đi. Em mở đơn chị Trần Yến con đầu tiên nè. À, em có con này siêu cute nè. Size SM thôi mấy bà, 45kg cho đến 52kg nha mấy bà. Lấy con này cho em mã số 536. Dạ hôm nay nó quá rẻ rồi đó chị. 438 là chị lô ăn lành nha. Hôm nay quá rẻ rồi đó. Rồi, à, mấy chị nào chưa đủ ba cái cố lên nè, em vi lên liên tục. Rồi, à, em có hai con hai dây đẹp. Em có hai dây đẹp lắm nè. Rồi, mấy con này hai con này size S hết. Con này nha, con này mặc dễ thương lắm á mấy chị. Size S dưới 50kg thôi. Lấy con này cho em mã 401 nha. 536 của chị Nhiên Võ. Rồi con hai dây này nó mấy chị thâu giãn cái dây ra được nha mấy chị nha. Con này size S dưới 50kg luôn giùm em nha. Lấy con này cho em mã B64 giùm em, lấy cho em mã B64. Hai dây em còn nhiều lắm. Đây siêu mẫu nè mấy chị. 50kg cho đến 58kg coi giãn thoải mái. Lấy con này cho em mã 955 đi mấy chế ơi. Mấy chế lấy cho em mã 955 giùm em nha. Rồi con này đúng không? B64 của chị Mỹ Ngọc. B64 của chế Mỹ Ngọc nè. Đang cố gắng để đi nấu cơm. Ok, tính lên liên tục. Rồi lựa đầu đẹp lên nè. Ôi con này quá đã mấy bà. 45 SM 45kg cho đến 53kg. Đẹp lắm, đẹp lắm. 45kg đến 53kg thôi, lấy cho em mã số 87. 955 con chốt cho cô xin đặng nè. Trời, mấy cái này mặc sướng lắm, mấy cái này nó coi giãn nhiều nó mặc sướng lắm. Lấy xuống cái bà lấy cho em. Ôi. Rồi lên nè mấy chị. Nó đòi. 87 của chị Kiều Gia Long nha. Hai dây không có vét, lấy khoác làm gì, làm khó nhau đây. Bé sau giống em nhiều dạ. Ra con này lưới nè mấy chị, free size bao nhiêu ký cũng vừa, con này lưới 100%. Con này là hàng lưới 100% free size bao nhiêu ký cũng vừa. Lấy con này cho em mã số E50 nha mấy bà. Mẹ A50 nha. 87 của chị Kiều Gia Long nè. Đây mấy chị, tay dài em có luôn nha. Con này 50kg cho đến dưới 55kg thôi mấy chị. Lấy con này cho em mã số B10. Lấy cho em mã B10. Ok, con này đẹp nè mấy chị, con này đẹp nè. Con này hàng nguyên miếng, free size bao nhiêu ký cũng vừa. Con này quá tuyệt vời luôn á mấy chị, con này hàng xịn đó. Con này hàng xịn nha. Đây, 60-65kg quay đầu mà đẹp lắm. Mấy chị size SM thì mặc làm đầm, còn mấy chị size 60-65kg mấy chị mặc bình thường. Lấy con siêu mẫu này cho em mã M50 nha mấy chị, đẹp lắm á mấy chị. E50 em chốt cho chị Quyên Thảo. Mình sẽ mặc phối giùm em, con E50 phải phối giùm em nha mấy bà. Nha bà. E50 chị Yên Thảo con thứ hai rồi nè. Rồi em lên nha. Rồi con này là size SM thôi mấy chị, 45kg cho đến 55kg thôi. Size SM thôi nha. Lấy con này cho em mã số 249 giùm em. M50 em mở đơn cho chị Xuân Thanh con đầu tiên nè. Đó, con M50 là đẹp đó, hàng xịn đó. Con M50 là chuẩn đẹp luôn đó. À, em lại lên nha mấy bà, em nhiều lắm, em nhiều lắm. À, đây. Cái đầm nè, đầm mã số 10. Con đầm này size S thôi nha. Đầm này body size S thôi, nó sẽ ôm dáng nhiều lắm nha mấy chị. Rồi lấy cho em mã số 10 một con đầm. Em có một em cánh dơi đây, free size bao nhiêu ký cũng vừa luôn. 55-65kg chơi láng em nha. Lấy con cánh dơi này cho em mã số 943 nha mấy chị. Cánh dơi mã 943. Rồi size S. Con này dưới 50kg ba lỗ, dòng gì thuộc dạng ba lỗ vậy đó mấy chị. Lấy con này cho em mã số 672. Cái đầm body số 10 của bà Yên Thảo nè. Rồi ok nè. Đó được phi ship rồi đó chị Yên Thảo ơi. Hôm nay là MV cũng chơi lớn luôn đó. Không biết là lời hay lỗ đây. Hôm nay mà cứ bán mà dưới 100 con là lỗ, 150 con là bắt đầu gom được vốn. Nói chung là hên xui đó. Nào đầu giờ chưa nói được điều gì hết.
Rồi con này 60-65kg màu xanh navy nè mấy chị. Rồi con này phi size dưới 65kg thoải mái. Lấy con này cho em mã số 47. Rồi mấy chị sắt cánh em có nha. Con này dưới 50kg thôi mấy bà. Sắt cánh thì cổ nó hơi cao một chút, được áo gân á, form vải gân. Lấy con này cho em mã 312 nha mấy bà. Lấy cho em mã 312. Ôi trời ơi siêu mẫu nè, 50-55kg siêu mẫu. Lấy con này cho em mã số 9 nha mấy chị. Mã số 9 nha, 47 em chốt chị Uyên Thảo nè. 47 của bà Uyên Thảo nè. Em chào chị Nguyệt Phạm. Đây mấy chị, đẹp chưa? Ôi trời đẹp quá. 50-55kg đẹp quá mấy chị. Lấy con này cho em mã bơi 38. Số 9 của chị Trần Yến, con thứ hai rồi nè. Ai mà được phi ship rồi em sẽ báo luôn nha mấy chị. Cứ ba con là bắt đầu em tính phi ship cho mấy vị nha. Số 9 312 của chị Cúc. Chị Cúc là được phi rồi nè. Đó, chị Cúc là em trả tiền ship cho chị Cúc rồi nè. Rồi chị Nhiên Võ B38 nè. Trời ơi em trả tiền ship chị Nhiên Võ luôn rồi nè. Trời đồ đẹp lắm. Em lựa đồ đẹp lên nha. Của ba phân màu cam. Con này 50kg cho đến 60kg free size. Lấy con này cho em mã số 13 đi mấy chị. Của ba phân màu cam. Ôi trời ơi, con này em chưa có bán bao giờ luôn. Bây giờ đó là nó vô rơi vô giá quá rẻ. Size SM đi mấy chị, 52kg body hàng nguyên miếng. Lấy cho em mã 741 đi mấy bà ơi. 52kg quay đầu mã 741 nha. Đồ hôm nay đẹp nhất nách rồi. À đẹp quá trời, đẹp hết sảy con bà 7 rồi. Rồi con này 55kg cho đến 60kg voi đầu giùm em. Chốt con này cho em mã số 136. 13 mở đơn con đầu tiên chị Trần Thủy nè. 13 cổ cao 3 phân là chị Trần Thủy nha. Dạ chị Nguyệt Phạm. 741 của chị Nhiên Võ nha. Trời ơi bà lẹ quá bà Nhiên Võ ơi. Rồi hôm nay là chủ nhật thà. Chủ nhật mãn nguyện rồi đó nha. Chủ nhật mãn nguyện rồi đó. Rồi em lên tiếp đi. Sắt cánh nè màu. Trời ơi con này đẹp quá mấy chị. 50-55kg ok nha mấy chị. 100.000 ba cái nha. Em phi ship ngày hôm nay nha. 50-55kg con này lấy cho em mã 246 đi mấy chế ơi. 136 em mở đơn chị Nguyệt Phạm nè. Cố gắng hôm nay ba cái nha. Trong một like ngày hôm nay ba cái mới được phi ship nha mấy bà. Rồi ghi lê đỏ 60-65kg cho một em đỏ. Size ít cỡ chị Duyên Chiều với chị Nguyệt Phạm là ok lắm. Lấy con này cho em mã số M58. Size 1XL 2XL luôn đó mấy chị. Trời ơi đây em có cái form cổ đổ này, con này đẹp lắm nhưng mà mấy chị phải mặc áo bra thêm. 246 của chị Trần Thủy. 741 em chốt rồi chứ ơi. 741 em chốt rồi chị Hà ơi. M58 của cô Xuyên Đặng nè, ok nè. 741 em chốt rồi chị Hà ơi. 741 đẹp quá à, mà chị ghi lấy rồi. Không đi cà phê, mua mông tôi ghi. Rồi con này đẹp lắm, con này 60kg mình mặc đẹp nhưng mà mình phải thêm bra giùm em. Con này đã lắm đó mấy chị, thêm một cái bra điệu điệu ở đây nữa là ok. 50kg đến dưới 60kg mặc đẹp nha, lấy con này cho em mã 417 nha. Lấy con này cho em vi mã 417, con này hơi bị ok luôn nè mấy bà. 55kg cho đến 65kg luôn cho mấy bà, đơn giản mà đẹp lắm, vải bao mát. Lấy con này cho em mã 280. Rồi size S nè mấy chị, con này size S đính đá mặt sau, mặt trước. Con này thì dưới 50kg thôi. Size S nha, dưới 50kg lấy cho em mã số B24 nha. Em có 2 dây nè. Con này size SM 45kg cho đến 52kg, lấy cho em mã 901. Lấy cho em vi mã 901 nha mấy chị nha. Size SM dưới 52kg. 280 em chốt cho chế Nhung Bùi nè. Rồi ok chị Nhung Bùi mình đủ đơn rồi đó. Gì ta? Chín không một của bà Uyên Thảo. Nơi này là nơi nào? Bây giờ cái hình em không có nhận được. Rồi lên đây, con này form dài, con này đẹp nè mấy bà. 50-55kg body nha mấy bà, đẹp nè. Áo này đẹp nè, lấy được nè. Lấy siêu mẫu cho em mã số 52 nha. Mã số 52 nha. Ôi 901 đẹp quá. Úi giời ơi 901 nguyên miếng luôn. 901 đẹp quá. Úi giời ơi 901 ok luôn. Rồi crop và top size S thôi. Lấy cho em mã 299 crop top. Mã 299 crop top nè.
Ôi ôi, nhũ đen nè mấy chị, 50kg, 60kg nha. Trời ơi, con nhũ này dễ mặc lắm. Đóng thùng vô thì thằng nào cũng như con nào. Nói chung là nó free size đó, cái dòng nhũ này free size dễ mặc. Lấy con này cho em Vi mã 513 nha mấy chị. Lấy cho em mã 513 nhũ đen, mã 513 nè. 52 em chúc cho chị Trần Thủy nha. 52 nè, 52 đẹp đó chị Trần Thủy, 52 ok lắm. 52 ok lắm lắm luôn á mấy chị. Rồi em lên nữa nha. Rồi một con free size nè, 60 đến 65 kg thoải mái nha mấy chị, phong đầm. Lấy con này cho em mã 941 nha. 513 của chị Xuân Thanh. 513 của chị Võ Quỳnh Xuân Thanh trước nha. Cô Xuyên Đặng và chị Uyên Thảo sau mất tiêu rồi. Giờ em lên nè. Trời ơi đất hỡi. 50-55 kg nè mấy bà. Cánh dơi xéo tà. Đây cánh dơi tà xéo 50-55 kg thôi. Lấy cho em mã 440. Trời con này làm mưa làm gió nè mấy chị. 50kg cho đến dưới 55kg nha. 58kg cũng được, con này 58kg cũng được. Nó rộng hơn em một size á, nhưng mà form nó ngắn nha mấy chị. Lấy cho em mã 179. Siêu mịn đính đá, tay dài. 50kg đến dưới 58kg thôi nha mấy chị. Siêu mịn đính đá, tay dài nè. Lấy con này cho em mã số M79 luôn. Lấy cho em Vi mã M79 nha. Con này má ơi, chưa bán luôn. Đây, 55kg đến 60kg quá đẹp. Lấy con này cho em mã số 527. 179 em chốt cho chị Trần Yến. Hai dây đây mấy chị, 50kg cho đến 53kg, hai dây này không đẹp không lấy tiền. Lấy cho em mã 242. Hai dây này đẹp nè, mịn lắm chị. Mịn đẹp lắm. Mới gần như 100% hai dây nè. Bà nào chưa có hai dây lấy đi. Dưới 52kg là mặc thoải mái, lấy cho em mã 242. Trời ơi, hôm qua quên lên luôn, 50-55kg con này form ngắn nha. Ừ, form ngắn dễ thương lắm. Lấy cho em mã 123, form ngắn dễ thương lắm. 242 của Tina nè, ok là Tina là Vi chịu xếp cho, chị chịu xếp cho em rồi nha. Có chị Minh Ngọc mới chốt được có một cái rồi nè. Hai dây em còn mấy bà nè 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 nè. Rồi mẹ ơi, mụ nội ơi, con này coi giãn nhiều nha. 50kg, 60kg nha, trời đẹp quá. Con này 50kg, 60kg cho láng giùm em nè. Lấy siêu mẫu cho em mã 206. 206. Ôi trời ơi nè, chọn nè. 45kg cho đến 53kg size SM chọn nè. SM nè. Mã 117 nè. Trời ơi cái cặp hai dây này đẹp quá. Đây nè, từ từ. Con này nó hơi bụi chút mình, nhưng mà nó vẫn mịn nha. Nó vẫn mịn nha, giặt một nước cho nó đỡ bụi nha. Tại vì cái dòng này màu đen á nên nó hay bị hút bụi của những cái con khác. Size SM con này dưới 52kg nè. Lấy con này mã số 287. 206 của Tina. Trời, cô Xuyên Đặng sao rồi cô ơi. À, chị Hà ơi, cái 242 em chốt rồi á. Màu 23 của chị Hà nè. Chị Hà màu 23 là con nào ta? À đây, màu 23 nè. Quá đẹp của chị Hà nè. 287 của chị Cúc nè. 287 em chốt chị Trần Cúc trước nha. Rồi em còn con 117 á mấy chị. 206 em chốt rồi, em còn con 117 nè mấy chị nè, đẹp lắm. Con 117 mấy chị size S đó cũng được, dưới 51-52kg. Lấy cho em mã 117. Rồi con này, trời ơi má ơi, dưới 50kg thoải mái luôn. Lấy con này cho em mã 45. Màu này là màu vàng da nha mấy chị. Mã 45, 117 em chốt cho chị Hà. Hôm nay đồ đẹp quá trời luôn á mấy chị ơi. Đây mấy chị, con này lấy cho em mã 526 nha. 50kg đến dưới 60kg mặt đẹp. 45 em chốt cho chị Uyên Thảo nè. Mấy chị thích hai dây hả? Để em coi cho em lựa hai dây em lên hết cho mấy bà nha. Hai dây nhà em đẹp lắm mấy bà. À đây đây, size to. À 55kg đến 60kg. Trời ơi con này rẻ mà đẹp nữa. Lấy cho em mã 403. 55kg cho đến 60kg con đó. Ôi trời đất mụ nội ơi, phong ngắn nữa chứ. Dưới 50kg thôi, size S thôi. Lấy cho em mã E5 nè mấy chị. Mã E5 nè. Bộ em sắc cánh 50kg đến 53kg thoải mái con này. Đẹp chưa, con này sang nè mấy bà. Con này sang nè. Lấy cho em mã số B2 nha. Sang lắm nha, mã B2. Ôi trời ơi. Ai mấy chị, giống B2 lắm. Trời, mấy cái này đẹp quá nè.
Con vàng này 50-53kg luôn, lấy cho em mã vàng đi. Trời đẹp quá mấy chị. E5 của chị Uyên Thảo trước nha. Em chào chị Di Phương, chị Nguyên Thảo trước rồi. B2 của chị Thùy Dương to nè, em phi ship cho chị Thùy Dương nè. B2 chị Thùy Dương được free ship rồi nè. Mã vàng chị Nguyên Thảo được free ship rồi nè. Mã vàng chị Thùy Dương sau nha chế ơi. Em còn cổ 3 phân không hả? Để em coi coi nha chị. Còn em lên liền nha. Còn em lên liền nha. Trời, cái con 403 nó đẹp nhất nách gì nè mấy chị ơi. Nó mới tinh vải nó nhũ đó mấy chị. Con 403 nó là đầm luôn á ta. Sao không ai bấm buồn quá đi. Rồi con này sexy lắm, dưới 50kg đi. Nói chung dáng mấy chị nào thon đã mà đẹp lắm mới được. Con này mà mấy bà chơi quần sọt lưng cao là bao nhức nách luôn á mấy bà ơi. Trời ơi trời, hot girl nè. Con này là hot girl, dáng phải đẹp lắm mới được nha. Lấy cho em mã 74. Tại vì con đó nó mỏng manh, nó dễ vỡ lắm á. Rồi đi mấy chị, con này sắp cánh đi. Con này nhẹ nhàng, con này nhìn nó thể thao nè. 50-55kg ok. Lấy cho em mã B34 luôn. B34 luôn nha mấy bà ơi. Rồi size to nè mấy bà, 55kg cho đến 60kg nha. Con này đóng thùng nè, mấy chân váy này nọ đẹp lắm. Lấy con này cho em mã 553 đi mấy chị. 55-60kg luôn, mã 553 giùm em. Con này được ghê chưa. Con này 45kg đến dưới 52kg quay đầu. Lấy cho em mã 54. Con này size ES thể thao nha. Con này dưới 48kg size S nha mấy chị nha. Body nha. Lấy con này cho em mã 068. B34 của Tina nè em ơi. B34. Đây B34 nè, mặc với quần sọt đẹp lắm nha. Mấy chế ơi, cố gắng 3 cái trong cùng một livestream, em free ship, em chịu ship cho mấy chị nha. Trời ơi, em có nè mấy chị. Mong tôi ghi nhà em vẫn giữ vững phong độ như cũ nha. Vẫn đủ màu và vẫn mịn màng nha mấy bà. Màu tím nè, 60-65kg, lấy cho em mã tím nè. Rồi ở con vàng này nè, đính đá đẹp lắm. Con vàng này đính đá nhiều lắm. 50-55kg nha, con xanh vàng á. Con này màu xanh đi, lấy cho em mã xanh đi. Trời ơi, con này nè, 55kg, 65kg được luôn. Lấy cho em mã cam đi. Rồi, lấy cho em mã da trời. Con này quá mịn màng luôn, 50-55kg quay đầu mã da trời. Màu nhà em rất là mịn mấy chị. Mà cái màu nó tươi như vậy là ít có lắm luôn á. Mong tôi ghi chuẩn luôn á mấy bà. Mong tôi ghi hàng á mấy bà. Dài con tay dài, 50-55kg tay dài nha. 50-55kg tay dài nha, đẹp nha. Da trời em lấy cho chị Thúy Vân nè. Con nào cũng mịn hết á chế. Lấy cho em mã 335 con tay dài này đi. Con nào cũng đẹp hết á chế ơi. Cái con màu cam nãy là 55-65kg luôn á. Rồi em lên đi. Con này nha. Con này 50kg cho đến dưới 53kg. Đóng thùng đi làm. Lấy con này cho em mã 506. 506 335 em chốt cho chị Quỳnh Mai nè. Chị Quỳnh Mai hai con rồi đó. Rồi chị Nguyễn Thúy Vân mới có một cái thôi. Mình cố gắng nha chị. Ba cái ngày hôm nay bên em free ship nha. Đây đây đây. Con này size S dưới 50kg thôi. Dễ thương chưa. Lấy con dễ thương này cho em mã 566 nha. Hai dây đó quá dễ thương. 566 luôn mấy chế ơi. Cưng chưa, tay lỡ. Con này là 45kg cho đến 53kg size SM giùm em nha. Lấy con này cho em mã 141. Lấy cho em mã 141 giùm em nè. Rồi size to nè mấy chị ơi. Đính đá nha, con này size to đính đá. 55kg cho đến 65kg thoải mái luôn. 55kg cho đến 65kg thoải mái. Lấy cho em mã B43. Lấy cho em mã B43 giùm em nha. Mã B43 giùm em. Rồi đây mấy chị, 50kg cho đến 55kg nè. Con này form lửng, mặc quần sọt cũng được. Lấy con này cho em vi mã số 42. Lấy cho em mã số 42. Đây size SML free size giùm em. 50kg cho đến dưới 58kg free size. Lấy cho em mã B20 nha mấy bà. Lấy cho em vi mã B20. Trời ơi con này đẹp quá. Hồi nãy có con màu gì thì phải. Con này 50-55kg hồi nãy có con màu gì á mấy chị. Màu gì hồi nãy ai chốt á. Hồi nãy có người chốt rồi, đẹp quá nè mấy chị nhìn nè. Rồi lấy con này cho em mã số E11. 50-55kg 42 chốt cho chị Nguyên Thảo nè. 42 chị Nguyên Thảo nè. Đó chị Nguyên Thảo được free ship rồi nè. Chị Minh Ngọc ơi, mạng mình hơi chậm á chị. Em liên tục lên nha chị. B20 của chị Liên Lê. Em cảm ơn chị Thủy Nguyễn.
11 con chốt cho cô Mỹ Thanh Phạm nè, em 11 nha cô. Navy mặc váy màu sắc xinh quá Bi ơi. Con này đẹp lắm, con này sang lắm, nhưng mà có chị Lưu An Lành mua bán Chậm Hương mua rồi. Con này mà chị Lưu An Lành mặc bán Chậm Hương tại cửa hàng rất là sang nha, rất là sang luôn, nó rất là phù hợp luôn á. B20 của chị Liên Lê nè. Không biết chị Lưu An Lành còn coi không. Lưu An Lành là chị Lưu An Lành là đại gia Chậm Hương đó mấy chị. Rồi lên đi. Đây 50kg cho đến 58kg giùm em con này đi là đi chơi đi tiệc gì đó. Lấy cho em mã 485. Chị Lưu An Lành rất là thích những cái phao váy như vậy. Trời, bởi vậy tôi thấy bà vô là tôi biết chắc 100% bà lấy. Cái váy này nó đẹp lắm á, nó trẻ trung lắm á. Nó xẻ hai tài giống như cái sườn xám, nhưng mà nó lại rất là hiện đại và năng động cái phần mặt trước. Rồi con này đi 55kg cho đến 60kg giùm em. 55kg cho đến 60kg con này nha. Lấy con này ro quá rẻ cho em mã 519 nha. Hôm nay mẹ nhà mẹ có nấu gì ăn không? Ôi, ở nhà thấy chán quá, không có biết, không có được đi đâu hết á. Rồi mấy chị chấm bài lên cho em được không? Sớm giờ mà tương tác mới có 200 mấy à. Chấm bài lên cho em với. Dạ con bán 65.000 rồi. Thương khách lắm, khách hỏi là bán. Bán có 65.000 à. Nó bằng 2 ly trà sữa em uống mỗi ngày luôn á. Trời ơi, tính ra trời ơi. Dạ, con còn rất là nhiều cái, khách đâu có thời gian đâu. Nên là khách chốt được cái nào con bán cái đó à. Rồi đây đây, theo thổ cẩm 50-55kg nha mấy chị. Khách không có thời gian á. Lấy con này cho em mã C40. 50-55kg mã C40. Con này free size co giãn nhiều, 50kg co giãn đến 60kg thoải mái nha. Cho mấy chị xem cái độ co giãn cho nó. Con này nó ôm dáng 50kg đến 60kg ôm dáng nha. Lấy con siêu mẫu này cho em mã 516. Con đó đi tiệc giùm em. Em cảm ơn các chị. Dạ em lên ghi lê nè, bao nhiêu ký cũng vừa con ghi lê nè mấy chị. Dòng ghi lê này rất là đẹp và rất là có giá trị, dễ mặc lắm. Mùa hè, mùa đông, mùa thu gì cũng mặc được hết. Mấy chị thích, mấy chị phối không cũng được. Cũng ví dụ mùa hè mấy chị mặc cái bra mỏng mỏng ở đây thôi. Còn mùa đông, mùa thu thì mấy chị mặc thêm áo tay dài hoặc là sơ mi. Rồi mặc cái này bên ngoài rất là đẹp. Dáng con này là free size nha. Bao nhiêu ký cũng vừa, dưới 65kg là mấy chị mặc thoải mái. Lấy ghi lê xám này cho em mã số 491. Cái dòng ghi lê này vô mùa ở khu vực miền Bắc họ bán mắc tiền lắm á mấy chị. Bây giờ nó đang quá rẻ mà nó còn có cái giá ngất, cái giá quá rẻ luôn mà nó đẹp như vậy nữa. Trời ơi, sao vậy ta, em bị giảm tương tác rồi. Con ăn 16 là quá đẹp luôn mấy chị, không lấy không? Rồi đi, con này bao mịn bao dễ thương, dưới 50kg thôi mấy bà. Con này bao mịn bao dễ thương dưới 50kg, chia sẻ thêm cho em đi, tương tác của em giảm quá. Lấy cho em ở B40, nãy giờ lấy được có một chị khách mới là chị Nhung Bùi à. Rồi đây mấy chị, con này nha, đã nha. Con này 50kg cho đến 55kg màu đen tay lỡ. Ok, 50kg cho đến 55kg màu đen tay lỡ, lấy cho em ở 186. Lấy cho em ở 186. Heo quay ăn chịu cái... À, ủa heo quay, ủa sao sao trùng khớp vậy? Hôm nay con cũng làm heo quay kho cải chua đó mẹ. Hôm nay nhà cũng làm heo quay kho cải chua. Con này body nha, 50-55kg body sắt cánh giùm em nè. Lấy con này cho em mã 271 nha mấy bà. 186 chốt chị Quỳnh Mai. Dạ ok, chị Quỳnh Mai free tiếp cho mình được rồi nè. Mình đã ba cái rồi. Dài rảnh thì rửa thêm giúp em đồ. Em còn rất là nhiều đồ đẹp. Mấy chị free ship, mấy chị cứ ngồi nhúng, những mấy kia cứ ngồi nhúng nhúng. Mấy chị coi là thao con nào ưng thì bấm thôi. Chị có 35.000 một em nha. À, con này đi 50-55kg được không ạ? À? Con này em thấy sang nè. Rồi lấy con này cho em mã số 511 nha. 271 mở đơn chị Hồng Hà. Em chào chế Hồng Hà. Em chào chế Hồng Hà nha. Trời ơi, hôm nay chủ nhật có nấu gì ăn không chị? Hôm nay là em không dám hỏi mấy chị có đi đâu không. Em chỉ dám hỏi mấy chị có nấu gì ăn không. Rồi tay dài nè mấy chị. Con này 55kg cho đến 58kg nha. Con này cái móc nó hơi ngang á, em bỏ nha mấy chị. Cái móc này em không bao giờ xài. 271 em chốt rồi chị Hà ơi, sớm giờ cái mạng mình lắc vậy ta. Rồi bà nào thích tay dài nè, em vô form lại rồi nè. Con này đẹp lắm, con này mấy chị size M mặc đẹp. Mấy chị size S mà dáng đẹp á, mấy bà đừng bỏ qua con này. Con này thì theo em nhận xét là nó mới tinh. Nó là dòng tay dài vải mỏng mịn.
Rồi, rất là cần nha, rất là cần nha. Thấy con này cho em mã số 193. Màu em tay dài đơn giản, màu tối. Vải nó quá đẹp, độ mới của nó rất là cần nha mấy chị. Con này mới lắm, con nó yên tâm mới 193. Hỏi ba nhóm Phan Thiết rầu đâu. 193 của chị Kiều Gia Long. Dạ, dạ tương tác của em nó giảm một cách mà thảm thương. Em thấy cái cọc đầu đẹp nè, em lên cọc đầu cho mấy bạn. Con này quá đẹp nè mấy chị. À, ơi lên lên. 55kg cho đến 60kg. Con này 60-60kg hơn cũng được nha. Con này là size LXL giùm em, đẹp lắm. Đẹp nè mấy chị. Lấy cho em mã 260. Size LXL mã 260. Ôi wow. Con này 50-55kg nè, đẹp quá mấy bà. 50-55kg nè. Lấy cho em mã B84. Dạ, 260 của chị Quỳnh Mai. Nói chung là sao ta, trong mùa này ai cũng khó khăn hết trơn á, thì hỗ trợ lẫn nhau cho nó vui. Với lại quan trọng lên là mấy chị nhìn em nhìn mấy chị, em nói chuyện với mấy chị bình luận cho em như nhà như cửa. Rồi đây 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 đây, size SM nha các hot girl nhà em, bao mới nha. Lấy cho em mã 236 B84 của chị Kiều Gia Long nè. Em chào chị Nguyễn Hân, hello chế. Rồi lên lên. Ô mẹ ơi, đây size SM luôn. 50-55kg. Quá mịn nha, con này độ mới cao lắm. Em chào chị Trang Kristen, lấy cho em mã số 518. Con này độ mới cao nè, mịn nè mấy chị. 518. Em lên nữa nha. Rồi con này dưới 50kg thôi, con này size S dưới 50kg thôi. Lấy con này cho em mã số 977 đi, 518 của chị Nguyễn Thúy Vân. 260 em chốt rồi, chế Nhiên Võ ơi. Rồi con này size S đẹp nè mấy chị. Mấy chị để ý con này đẹp lắm. Dưới 50kg giùm em nha, con này nhỏ. Mấy chế lấy cho em mã 310 nha mấy chế ơi. Mấy chế lấy cho em mã 310 nha. Rồi con này lửng đẹp ghê chưa nè. 45kg cho đến dưới 52kg. Lấy cho em con này mã số 462. Chị Thúy Vân hai con rồi đó nha. Đầm. Đầm đây mấy chị, đầm luôn. 55kg đến 60kg hơn luôn nha. Con này đẹp lắm, nó có xòe ở dưới nên mấy chị lên dây nịt nó sẽ xòe ra. Lấy con này cho em mã số 82. Em chào chị Hải Nguyễn nha. Giờ con này hàng hiệu của Morado. Đây mấy chị nhìn kỹ con này nha. Đó, nhìn cận màn hình đi, một cái áo quá đẹp. Hàng của Morado size SM, màu xanh dương bên ngoài nha mấy bà. Rồi mấy bà lấy con này là size SM dưới 55kg, lấy cho em mã số B87 nha. M87 giùm em nha. Là 462 con xám nè, chốt cho chị Minh Ngọc, con này dễ thương, con này dễ thương. Mấy chị mặc đơn giản lắm, 162 là dành cho mấy chị thích cái phong cách nó đơn giản một chút. Đây 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 nè mấy bà. Ôi trời ơi, form drop luôn, ngắn nha, con này ngắn lắm, size SM 50-55kg. Lấy cho em ở B57, trời tự nhiên lấy con này đẹp quá. Ôi drop quá mấy chị ơi, drop quá, ngắn đó. Quá đẹp, trời tự nhiên em thấy con đó ok ghê luôn. M87 con chốt cho cô Mỹ Thanh Phạm nè. Ok lắm, M87 bao mới. Rồi có con này nè, xem lại giùm em mọi người, quá đạt luôn, đừng bỏ. Nhìn nha mọi người. 50-55kg size SM luôn, con này size SM mịn màng mới và cái cổ của nó là cổ thơ. Lấy cho em mã C40 nha. C40 nha, dạ có gì chị inbox giùm hai ơi, hai inbox đơn chị Trang Kristen đi chưa hai. B87 mở đơn chị Nguyễn Hân nè. B87 mở đơn chị Nguyễn Hân. Hôm nay là ba con trong livestream thì mình sẽ được free ship nha mấy chế. Cho em con đen treo. Con đen treo ok chị. B87 em chốt rồi chế ơi. M87 em chốt rồi nha chị Hà ơi. Hai ơi, nói gì qua lấy hàng giùm em với luôn. Rồi đây con này, mấy chị nhìn cận màn hình. Hôm nay là em vi lên là hàng mới lắm, yên tâm. Hàng độ mới nó vẫn giữ vững phong độ. Con này là 50kg nè, 50-52kg quay đầu thôi, đẹp lắm. 45kg đến 50-52kg quay đầu thôi, đẹp lắm. Dạ lấy con này cho em mã số 79 đi, chị cứ lựa thêm đi chế. Hôm nay ba cái là free ship rồi. Cứ lựa đi. Ồ, con này em chưa bán luôn nè, em chưa lên bao giờ luôn nè. Size SM nha, 45kg cho đến 52kg nha. Lấy con này cho em mã B13, 79 của cô Mỹ Thanh Phạm. Rồi ok, cô Mỹ Thanh Phạm mặc định là được free ship rồi nè. Có gì lựa thêm ủng hộ con nha. Ôi, em thấy cái cọc này hình như em chưa bán, em chưa lên cái nào luôn á tao ơi, đúng rồi.
Rồi 50 53 kg size M luôn. Con này mấy con này em chưa lên nè. Form chứ em chưa lên. Lấy con này cho em ở 188. Ở 188. Ôi trời ơi, size M luôn. Trời ơi, size M nhiều quá vậy. Rồi dưới 52 kg nha. Lấy con này cho em mã số 956. Dưới 52 kg. Đây, con này nguyên miếng size to. 55 kg cho đến 65 kg nha mấy chị. Con này đẹp lắm. Bao mới 100% á, nói chung là nó không có lỗi đâu. Vải nó mới lắm mấy chị. Lấy cho em mã số 517 nha. 956 của cô Mỹ Thanh Phạm nè. Ừ, con trắng tay cánh tiên nó đẹp quá. Dạ em lên đi. Wow, con này 55 kg cho đến nè. 50 kg cho đến dưới 58 kg thì chính xác size của nó là size SML free size. Dưới 58 kg free size SML con này. Lấy con này cho em mã M7 luôn nha. Lấy cho em mã M7 luôn. Dưới 58 kg free size. Một em body nè. Con body này nhỏ nha mấy chị. Con body này nhỏ dưới 47 kg thôi nha. Lấy body cho em mã 119 body dưới 47 kg nha. Ôm dáng body khoe dáng. Một em siêu mịn. 55 kg đến 65 kg siêu mịn đây mấy chị. Trời ơi, con này được lắm, được quá nè. Rồi lấy con này cho em vi mã số M84. Lấy cho em mã M84 đi mấy chế ơi. Rồi đây, con này giờ. Con này mặt trước của nó là vải lụa nha, vôn lụa nha. À, con này 50-55 kg quay đầu nha mấy chị. 100.000 ba cái rồi free ship hoàn toàn ngày hôm nay. Lấy con này cho em mã số 3 luôn nè. Phía sau của nó đen nha. Lấy con đó cho em vi mã số 3 luôn mấy chị ơi. Rồi em có con này form dài mấy chị mặc làm đầm được. 55 kg cho đến dưới 60 kg giùm em. Lấy con đầm trắng tay ngắn này cho em mã số 248 nha. Lấy đầm trắng tay ngắn cho em vi mã 248. Con này đầm luôn nè mấy chị, sọc. Con này 55 kg cho đến 65 kg luôn, đầm sọc ngang nha mấy chị. Lấy con đầm này cho em mã số 145 luôn. Con này free size đẹp lắm. SML mặc đẹp thoải mái, XL mặc vượt được luôn á. Số 3 em chốt chế Hồng Hà con thứ hai nè. Số 3 đẹp mấy chị. Số 3 em chốt chế Hồng Hà con thứ hai nè. Rồi em lên siêu mịn, sắc cánh siêu mịn, mới lắm mấy chị. Con này size dưới 52 kg thôi giùm em nha. Dưới 52 kg giùm em. Lấy con này cho em mã 150. 145 chốt chị Võ Quỳnh Xuân Thanh con thứ ba luôn nè. Đây mấy chị ơi, siêu mẫu này em có hai màu đó mấy chị. Mà em thấy mấy chị không thích mẫu này ta, em thấy người ta mặc dễ thương lắm đó mấy bà. 50-55 kg màu trắng. Hồi nãy em có cái màu gì nữa em quên rồi, màu hồng hay màu gì á. 50-55 kg màu trắng nha. Lấy con này cho em mã 113 đi mấy chị. Mấy chị mặc dễ thương lắm đó mấy chị. Nó không có mà sến đâu. Mặc chiếc quần sọt dễ thương lắm. Cột tóc này cho nó đẹp. Mấy con hai dây đó dễ mặc mà. Rồi lên siêu mẫu đây ha. Free size LXL. 55 kg đến dưới 60 kg. Đẹp chưa? Con này form dài, đóng thùng cũng được. Lấy con này cho em mã số 768. 55-60 kg nha mã 768. Mùa em chéo rất top body. Con này nó chéo lưng nha mấy chị. Dưới 50 kg giùm em size S nha. Dưới 50 kg size S giùm em nha. Lấy con này cho em mã E8 đi. Bọn em rất top, chéo lưng dây. Rồi con này đẹp nè. Con này mấy chị mặc kiểu như mấy chị mặc một cái bra xong với quần sọt cũng được, hoặc hai dây quần sọt cũng được, xong mặc cái này bên ngoài. Hoặc là con này có thể phối hoàn toàn với bikini nha mấy chị. Bao nhiêu ký cũng vừa con này nha, free size nha, bao nhiêu ký cũng vừa nha. Lấy cho em mã 279. Để em kiểm tra đơn cho chị Hải Nguyễn được không ạ? Để chút xíu kiểm tra đơn nha chế. Rồi lên một con màu da cổ V nè. Con này 50-55 kg mặt đẹp giùm em nha mấy chị. 50-55 kg mặt đẹp nha. Mấy chế lấy con này cho em mã 710. Lấy cho em vi mã 710 giùm em nha mấy chị nha. Lấy cho em mã 710. Con hồng đính cườm. Con này đính cườm bằng chỉ. Con này size S giùm em mấy chị. Dưới 50 kg thôi. Lấy con này cho em mã số E14 nha mấy chị. Lấy cho em vi mã E14 dưới 50 kg giùm em nha. Rồi siêu mịn màu em ghi lê đen. Con này nó bị sừ cái góc này à. Con này em thấy lỗ. Đây đây con này. Con này 50 kg cho đến 58 kg mặc thoải mái. 50 kg cho đến 58 kg mặc thoải mái. Lấy con này cho em mã 61 giùm em nha mấy chị. Lấy con này cho em vi mã 61 nha. Mà em rất top hai dây bản nè. Con này size S dưới 50 kg mặc đẹp. Con này size S dưới 50 kg mặc đẹp nha.
Lấy con này cho em Vi mã 191 giùm em. Lấy cho em mã 191. Con này phối cổ sơ mi. Con này là size S luôn nha các chị. Con này là dưới 50kg thôi, phối cổ sơ mi, ở phần dưới nó có bo giùm em. Chốt con này cho em Vi mã số 91 này. Lấy cho em mã số 91 giùm em này. Con này size S dưới 50kg luôn giùm em nha mấy chị nha. Con này cái form nó sẽ bo dưới nhẹ. Chế nào thích màu đen lấy con này cho em mã số 409. 409. Con này lạ vậy. Con này 50-55kg nha mấy chị. Con này 50-55kg nha. Form nó không có dài để làm đầm đâu, nhưng mà nó sẽ chít theo kiểu này nè. 50-55kg nha, nó sẽ ôm eo ngay kiểu đó đó, không phải là đầm đâu nha mấy chị. Áo form dài thôi. Lấy cho em mã 173. 50-55kg mã 173 giùm em nha. Trời ơi em có luôn nè, 50-55kg. Hai dây đút và có cái đường gân ngang nè mấy chị. Con này len của nó rất là mịn. Đây 50-55kg luôn. Lấy con này cho em mã A7 nha. Lấy con này cho em mã A7. 173 em chốt cho chị Nguyễn Hưng. 409 của Quốc Thảo nha nàng. 173 chị Nguyễn Hưng mặc cái quần jean em nghĩ đẹp lắm á chứ. Chị Nguyễn Hưng là con thứ hai rồi nè. 409 Quốc Thảo nè bạn ơi. Lời ơi hôm nay mới rảnh nè, mới thấy vô của tôi nè. Hôm nay ba con free ship trong một like nha. Đó. Rồi con này 45kg cho đến 52-53kg. Con này đẹp quá nè mấy chị. 45kg cho đến 52-53kg. Lấy con này cho em Vi mã số 40 nha. Lấy cho em Vi mã số 40 luôn. Rồi một em sắt cánh hàng hiệu nha mấy chị. Ngực dưới 90 là vừa. Con này 50-55kg mà ngực dưới 90 là vừa. Con này mới tinh. Lấy con sắt cánh nè, len gân này cho em mã số 904. Con đó hàng hiệu, ngực dưới 90. Rồi con này dễ thương đó mấy bà ơi, mấy bà mặc mấy bà chít hai bên nè. Con này 50kg, 55kg co giãn vừa nha mấy chị. Trời cái này có nhũ nè mấy chị. Con này mặc vô nó sang, nó nhẹ nhàng nó sang. Lấy cho em mã 300. 904 của cô Mỹ Thanh Phạm. Của cô Mỹ Thanh Phạm luôn nè. Rồi đây mùa em free size bao nhiêu ký cũng vừa nha. Con này mấy chị free size từ 50kg đến 60kg tùy dây nịch, mấy chị mặc thoải mái luôn. Lấy con này cho em mã số B47 nha, quá đẹp nha mấy chị. Mã B47 hàng nguyên miếng free size. B47 là free size. Trời ơi em lên thêm một con nguyên miếng nữa nè, đẹp quá mấy bà ơi. Ôi trời siêu mẫu. 50-55kg thôi, con này nguyên miếng nha mấy chị, size SM thôi. Nguyên một miếng luôn mấy chị. Mã 402 nguyên miếng nha, size SM thôi nha. Trời ơi hiệu nè. 50kg, 52kg hiệu đó mấy chị. Trời con này đáng đồng tiền ghê. 50-52kg đáng đồng tiền ghê. Lấy cho em mã M22 nè. Trời ơi con này sao bận ta. Con này cái vải nó hơi gì nè. Con này đẹp quá ha. Nhưng mà cái vải nó hơi cũ rồi mấy bà. Lấy con này đi. M22 của chị Nguyễn Thúy Vân. Đây, con này đẹp chưa? Con này là 50-55kg vừa đó mấy chị. Con này là già hàng cao cấp á. Tại vì mấy chị để ý đi, nó nhũ nhưng mà nó có độ co giãn như vậy, có nghĩa là bên trong của nó là chất vải rất là đẹp, xong nó mới mai cái cườm ở ngoài. Là mấy chị hiểu rồi đó, đẹp lắm đó mấy chị. Lấy cho em mã M4, 50-55kg mã M4 đi. M22 chị Nguyễn Thúy Vân trước rồi. À, chị Nguyễn Thúy Vân đủ ba con, M22 đẹp lắm, M22 hàng hiệu. Đây mấy chị, con này cổ vuông nha, size to. Con này size to nè, con này em nghĩ đẹp nè chị Nguyệt Phạm. Con này 55kg cho đến 60kg luôn. Form nó đơn giản mà nó lịch thiệp. Lấy con này cho em Vi mã số B93 nha. Size to nha mấy chị, mã B93. Con này nha mấy chị, 50kg cho đến dưới 60kg. Quá đẹp luôn. Con này được ghê luôn á mấy chị. Lấy cho em mã 947. Lấy cho em mã 947 dưới 60kg mặt đẹp. Ôi con đầm này em còn nè. Con đầm này em chưa bán thiệt nè. 50-55kg của em đầm nè mấy chị. Lấy cho em mã số 36. Đây bất ngờ nó nằm ở đây nè. Chưa bán bao giờ, chưa lên bao giờ mã 56. Nguyên một con đầm luôn. Đầm quá đẹp luôn. Rồi một em đơn giản nha mấy chị. Từ từ để em coi. Con này ok nè, vải ok.
Mà em đơn giản mà vải của nó loại vải giống như là vải cô tông lạnh đó. Nó không có, nó nói chung là nó rất là mịn. Nó rất là mịn. Rồi con này mấy chị 50-55kg rất là mịn nha. Lấy cho em mã số 77. Mã số 77 50-55kg cực mịn luôn. Em lên tiếp nha mấy chị. 50kg cho đến 55kg con này. Đẹp chưa? 100.000 ba cái mà còn được free ship nữa đó mấy bà. Lấy cho em mã số E10 đi. Mã E10-77 của chị, của Quốc Thảo. B47 của chị Đỗ Diễm. Cái B47 là chị Đỗ Diễm vô hồi nào ta? À đây, B47 của chị Đỗ Diễm. Ôi, chị mới vô hên em còn giữ mã nè. Chị Đỗ Diễm ơi, hôm nay ba con là free ship cho một like á chị. Nha. À, cái con này mấy chị thấy không đẹp không mấy chị? Em thấy nó đâu có bị lỗi gì đâu ta. Vải nó ổn lắm mấy bà. Con đầm này nè, mấy chị không thích thiệt luôn á hả? Hơi kỳ ha. Rồi ok đi, mấy chị không thích mặt đầm thêm lên bình thường nha. Con này 60kg nè mấy chị nè, 55-60kg nè, vải của nó mịn lắm, vải của nó giống vải 77 vậy đó. Giống như là len ép lông thỏ vậy đó mấy chị. 55kg đến 60kg luôn, lấy con này cho em mã 295. Lấy con đó cho em mã 295. Đây, con này đẹp chưa? Con này là dòng phối á mấy chị, đẹp lắm con này nè. Mấy chị phải mặc lên với quần jean nó mới đã. 45kg đến dưới 52kg. Đầm len mông tư ghi luôn, len gân. Lấy con đó cho em mã B2. Ủa mình nhìn không có rõ livestream ha. Vậy lấy con này đi. Con này là size S thôi. Rồi dài nè. Đó dài nửa cẳng chân vi size S nha, dưới 48kg. Lấy con này cho em mã C87 dưới 48kg. Con này đi nó đơn giản nó đẹp nè. Con này dưới 50kg nè mấy chị, đẹp chưa? Con này coi dạng ít nên dưới 50kg thôi nha. Lấy con này cho em mã số B7, B5 đi, xin lỗi mấy chị, lấy cho em mã B5. Chị xem lại cái hồng ren hả? C87 của chị Trang Kristen. Xem lại cái hồng ren là cái nào ta? Cái hồng ren là cái chị chốt á hả? Cái hồng ren là cái bà chốt á hay sao? Em đâu còn cái hồng nào nữa đâu chứ. Con này đẹp quá nè mấy chị. 45kg cho đến 52kg nè mấy chị. Lấy con này cho em mã 048, con nó đẹp, mã 048 nè. Rồi con này là hàng nguyên miếng siêu mịn nè, cho em nói hoài con này luôn á. Nó đẹp lắm á mấy bà. 50-52kg nha, cổ vuông, vải mịn, nguyên miếng, không lỗi lầm. Lấy cho em mã 235. Rồi đây. Con này mặc quần sọt đẹp, 50-55kg mặc quần sọt ok. Lấy cho em mã 321 nha mấy chị nha, mã 321. 048 của chị Quốc Thảo. Hai ơi, kiểm tra đơn của chị Hải Nguyễn rồi báo với chị Hải Nguyễn. Hải Nguyễn giùm em với 235 của Quốc Thảo. Anh Duy qua lấy hàng chưa hai? Cái hồng này hai chị. Cái hồng để mà mình mặc khoa mặc giày hai chị. Mặc kèm bikini lót trong á ha. Con này free size bao nhiêu ký cũng vừa đó chế. Rồi chế ưng con này thì chốt cho em mã 279 nha. 279. Mới lắm yên tâm. Con đó mã 279. 321 mỏng không vi, B21 chứ. À đây. Dạ, không mỏng. Không mỏng nha. Không mỏng nha. Mã 3 B21 không mỏng. Rồi đây size S thôi nè. Cái này đẹp nè bà. Size S, hai dây hồng size S mã số 23. Set dưới 50kg nha, mã 23. Con này ok ghê nè. 55kg cho đến 58kg nè. Con này tay nó rộng, nách nó rộng lắm. Mã M28. Mã M28 giùm em. Con đầm này cũng được ghê á. Nè. Con đầm này size to nè mấy chị. Con đầm này to lắm, 55-65kg luôn. Con đầm này to nha. Lấy cho em mã C41, 55-65kg luôn. Mã C41 M28 23, ok. 23 em chốt cho chế Dương Hồng nha. Hôm nay ba cái được free ship trong cùng một like á chị nha. Chị Dương Hồng nha. M28 của chị Xuân Thanh. Từ M28 cái sọt em kẹp chị Xuân Thanh. Cái hồng của chị Dương Hồng. À chị Dương Hồng có thích áo hai dây không chị? Mình mới vô hay sao chị Dương Hồng ơi? Để em đưa chị tham khảo một số cái form hai dây đẹp. M41 của chị Vũ Trang.
Con này nè mấy chị, con này đẹp nè. Con này là 45kg cho đến dưới 52kg. Rồi lấy con này cho em Vi mã số 321. Mã 321 nha mấy chị. Em còn con hai dây đen siêu mịn kìa. Nói chung là đẹp mịn nha, mịn em mới bán nha. Đây, con hai dây này mịn lắm. Mà con này size nó hơi to rồi ta. Con này là size to rồi mấy chị, 50kg đến 58kg nha. Con hai dây này mấy chị tìm thấy một cái G nào đó là em đền tiền lại liền. Mịn đẹp bao mới. Hai dây này size ML cho chị nào đang cần nè. Hai dây này size ML bà nào cần hốt. Lấy cho em con này mã số C73 size ML hai dây quá đẹp luôn. Em bao mịn nha mấy chị nha. 321. Em chốt chị Khuất Thảo C41 của chị Nhiên Võ. Ủa? Cái C41 em chốt rồi chế ơi. Chế Nhiên Võ ơi, em lấy cái đó cho chị Vũ Trang mất rồi. C73 của chị Võ Quỳnh Xuân Thanh. Chị Võ Quỳnh Xuân Thanh trước nha mấy chị. Ai em còn mớ hai dây nữa nè mấy chế, để em coi cái size đó nhiêu. Trời mấy con này đẹp quá vậy. À đây đây, con này 55-65kg nè. Hàng hiệu của Morado, size to 55-65kg nha mấy chị. Đẹp nè, con này em chưa gắn mã luôn á. Mã C35 con đó đẹp. Mã C35 con đó đẹp lắm rồi đó mọi người ơi. Rồi con này vải siêu mát mịn luôn. 50kg cho đến dưới 53kg. Con này vải rất là mát. 50kg đến dưới 53kg. Mấy chị lấy con này cho em Vi mã B90 nha. B90. Trời ơi, hàng hiệu nè. Con này dưới 50kg nha, 52kg body hết nha mấy bà thấy nó nhỏ gì chứ nó body lắm á. Đẹp lắm luôn. Siêu phẩm size dưới 52kg body. Lấy con này cho em mã số 208 nha mấy chị, mã 208 nha. C35 con chốt cho cô Xuyên Đặng, chị Kate Giao sau rồi. Em chào chị Kate Giao. B90 là Khuất Thảo nãy ơi. B90 đẹp lắm nha. Em có hai dây trắng nè mấy chị, để em coi cái vải nó làm sao đã. Con này nó hơi cũ rồi, thôi bỏ qua đi. Em nhìn cái màu nó không có được mới. Con này là bao mới nè mấy bà. Con này coi giãn nhiều nha, 50kg coi giãn cho đến 60kg nha mấy bà. Đây con này cái ngực của nó chín mấy lượt luôn á. Con này coi giãn nhiều lắm. Mấy chị nhìn nó nhỏ gì chứ nó có vỏ đó mấy chị. Rồi con này free size 50kg đến 60kg. Hai dây này mình mặc đi tiệc, đi đâu chơi cho nó đẹp. Lấy con này cho em mã 530. Lấy cho em mã 530 nha. Trời con 208 đẹp quá mấy má ơi. Dài con này size to luôn, 55kg cho đến nè. Ừ để em coi ngực á. Con này 55kg, 58kg nè. Đó size ML. Lấy con hai dây xanh này cho em mã 505. Mã 505 size ML. Em có một cái yếm nha mấy chị, nó dài cũng không dài mà nó ngắn nó cũng không ngắn nha, không biết nó sao hết mà con này nó quá nhỏ, nó sẽ ép thôi. Xé thôi, chốt cho em mã 049 một con đầm yếm body đi ha. Rồi mà em cổ cao nè chị. 50kg đến dưới 52kg size SM thôi. Thấy con này cho em mã số B31 208 của chị Nhiên Võ nè. Con 208 nó lạ đó. Rồi đây siêu mẫu của lòng em nè. 50kg cho đến 58kg nè. Mã C72 049 em chốt cho chế Dương Hồng. Hai dây nè mấy chị, con này dưới 50kg thôi. Hai dây này dưới 50kg giùm em nữa nè. Lấy con này cho em mã 940 C72 của chị Xuyên Đặng. Của cô Xuyên Đặng. Hay lụa hết ra ngoài giùm em, với lại đem hàng vô giùm em. Rồi, siêu mẫu của lòng em nữa nè. Trời mấy con này em cho em bán đầu không á. Mà bây giờ em rẻ quá nè. 50kg cho đến 60kg luôn. Lấy cho em mã 92 mới tin luôn á mấy chị. Mã 92 mới tin luôn. Con này nè, đẹp chưa? 50-55kg đẹp chưa? Lấy con này cho em mã số 504. 504 nha, 50-55kg mã 504. Con này hai dây nè. Hai dây này thì 55kg nha, 50-55kg thoải mái con hai dây này nha. Lấy con này cho em mã số B66 92 của chị Nguyệt Phạm. 504 của cô Xuyên Đặng.
B66 của chị Nguyễn Hân. Ok. Đây, siêu mẫu 50kg đến 60kg, co giãn nhiều lắm nha mấy chị. Lấy cho em ạ, 089 nè. Đồ bên nào? Đồ bên nào mình chưa có móc á, chưa có kẹp á. Mấy cái có kẹp anh Giang mới đem ra. Là nguyên dãy lựa, mấy dãy đó đâu đúng không? Ừ, cứ đem vô hết đem lựa cho. Rồi con này đi mấy chị, 50kg cho đến 55kg. Lấy con này cho em mã 309. Mã 309 089 chị Kiều Gia Long. Rồi ok, đơn chị Kiều Gia Long được free ship nè. Đó. Trời ơi, nhiều chị được free ship ngày hôm nay lắm rồi đó. Các chị khác còn lại cố lên. Mạng có lắc thì mấy chị ơi, trời ơi vô tư đi mấy chị, em nhiều đồ lắm. Trời ơi. Đây mấy bà nè. Con này nha. Nó hơi chói, xin lỗi mấy chị. Rồi con này đi nè. Đó, nó thêu mặt cười, sau bên đằng sau thêu chữ. Con này 55kg đến 60kg nha mấy chị. Con vàng này em từng nói hoài luôn, đẹp lắm rồi. Mã 523 con vàng đó. Siêu mẫu nè, 50kg đến 53kg. Con này em chưa bán luôn nè. Lấy cho em mã số 0498. 498 nha. Trời ơi, con này biết nói sao, con nó khó lắm. 504 của cô chứ. Có cái váy đẹp vậy em dạ. 504. 504 là của cô Xuyên Đặng đúng rồi ạ. À. 498 của Quốc Thảo trước nha. Con này nè mấy chị đẹp chưa? 50-55kg đẹp chưa? Cái con này cho em mã số 911, 50-55kg mã 911. 498 từ siêu mẫu nè mấy bà ơi. Ủa, con này là lỗi rồi, hai cái chồng này nó bị mềm tay rồi hai. Không không không, cái chồng hai mới vô là mềm tờ tờ không đúng rồi. Thôi để em lựa cho. 498 Quốc Thảo nè. 911 chị Kiều Gia Long. Con 911 ok nè. Em coi đây từng cái luôn tại vì bà hai bà. Hết rồi. Ủa mà đây gần hết rồi, còn xíu. Ừ, hai đem vô đi để em lựa. Trên này đồ đẹp nè mấy chị, bán trên này trước đi. Đây. Con này mịn nè. 50kg cho đến 55kg ok nha mấy bà. Đây. Lấy con này cho em mã 499. Lấy cho em mã 499, 50 55kg ok nha. Chị Đỗ Diễm còn xem không? Con vàng này nó đẹp quá mà nó bị gì rồi. Cũng ghê. Con nó không bán được 10.000 luôn á nên em mới bỏ nha, yên tâm chị ơi. 499 của chị Minh Ngọc. Con 499 nó nhẹ nhàng ha. Đây siêu mẫu nè. Trời con này không lỗi lầm nè. Em nhớ con này em like qua rồi, không có lỗi gì hết. Thấy cái này em ok nè. 50kg cho đến 53kg. Lấy con này cho em mã số 15 nha. 50-53kg mã 15. Bên em bán giá này vẫn bao lỗi cho khách nha mấy chị. Lỡ mà có lỗi mấy chị cứ báo lại với bên em, để bên em đền bù cho mấy chị nha mấy chị ơi. Còn xíu. Vô sạch trên luôn. Rồi xong rồi đó. Rồi đây bao mịn, bao đẹp. 55kg đến 60kg nè. Đẹp nè. Đó. Rồi lấy nha, mã số M49. Ok cha. 15 là của chị Hải Nguyễn. Năm mươi năm mươi lăm ký quá tuyệt vời ông mặt trời mấy chị, quá đẹp mấy chị ơi, quá đẹp. Lấy cho em mã 933 M49 của cô Xuyên Đặng. Để em lên size to cho chị, để em lên size to nè mấy chị. Mấy con này em gì rồi, đẹp lắm. Cọc hình như bên đây nó không được. Đây con này nè mấy chị nhìn nè. Đó, hàng hiệu của Morado theo dệt. 50kg đến 55kg luôn. 50kg đến 55kg luôn nha. Lấy con này cho em mã số E42. E42. Ôi ôi đẹp quá vậy. 50kg cho đến 57kg nè mấy chị, siêu mẫu. Lấy cho em mã B34 siêu mẫu. E42 của Quốc Thảo nè. Nặng quá vậy anh đi đâu? Bận chuyện không nấu cơm hả?
Nặng quá rồi ai chở cho nổi. Được không? Trời ơi, dịn nha, dịn cái đó. Để em coi lỗi trước nha mấy chị nha. Con này ok nè, con này tay dài ok, 50-58kg mặt đẹp, 50-58kg nè mấy bà. Lấy con này cho em mã 463 nha. Trời, cái con vàng nó đẹp lắm nha mấy chị. Cái con vàng nó đẹp lắm luôn á nha mấy chị nha. Nó đẹp mà nó đính đá mà nó cắt kiểu luôn á mấy bà. Trời ơi, đồ hôm nay nó đẹp, mà nó đẹp quá nè mấy bà ơi. Rồi hai dây trắng đúc em còn 50kg, 53kg. Lấy cho em mã số 45 nha, 50-53kg thôi nha. Sorry mấy chị, mới mở cái màn ra nha. Ôi, đà ôi, 50-55kg nè, thấy đẹp quá bóc liền. Lấy cho em mã C96. Con này đẹp chưa? 50-55kg đẹp chưa mấy chị ơi? Nè, mấy con sắt cánh này quá đỉnh luôn rồi đó, mã 938. Bao mịn màng luôn, mã 938. Rồi con này size to. 60-65kg nè, con này size to, con nâu này size to nè. Lấy con này cho em mã A14. Lấy cho em vi mã A14, 60-65kg. Siêu mẫu chưa? Ui mẹ ơi, 60kg, 65kg nè mấy chị. Siêu mẫu nè mấy chị. Trời, con tím này đẹp quá vậy, chưa thấy bao giờ luôn. Lấy cho em mã 88, con tím mã 88 nè. Rồi, con đen đơn giản basic, 50kg cho đến 55kg. Đen basic. Lấy con này cho em mã 07. Đen basic, mã 07 dùm em nè. Hoa nha, con này có đính 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 nhũ á nha mấy chị. 50-57kg có nhũ nha mấy chị nha. Lấy con này cho em mã số 68. M88 của chị Vũ Trang nè. A14 của chị Đỗ Diễm. Chị Đỗ Diễm thích lưới ha. Tám con tím đẹp quá ha. Sáu mươi tám của cô Xuyên Đặng nè. Mấy chị không thích sắt cánh nữa hả? Mấy cái sắt cánh nó mặt mát lắm mấy bà ơi. Để một chút nha. Năm mươi 55kg vừa. Con này 50-55kg ok nè mấy chị. Lấy cho em vi mã số B4 nha. Lấy cho em mã B4 50-55kg vừa. Con này 50-55kg vừa luôn. Lấy cho em mã 519. 50-55kg vừa, mã 519 con này. Đi đâu á? Đi đâu á? Rồi siêu mẫu nè, em nhớ hoài luôn. Con này em nói đẹp quá trời. 50kg cho đến 58kg con đỏ này là siêu mẫu nè. 50-58kg quay đầu mã M5 con đó nha mấy chị. Mã M5. Trời con này đẹp chưa? 50-55kg nha, bao mịn. Bao mịn luôn. 50-55kg nha, lấy cho em mã M11 giùm em nè. Mã M11 mịn màng đẹp đẽ nha mấy chị. Ôi trời ơi, đã quá vậy. 50-53kg thôi, con này 45kg đến dưới 53kg. Lấy con này cho em mã số 293 M5 của cô Xuyên Đặng. 11 của chị, 11 của chị của cô Mỹ Thanh Phạm. Trời tự nhiên muốn ngậm luôn rồi ta ơi. 293 của chị Thúy Vân. Quá dễ thương. Phương Thảo sao ấy ơi, 293 quá đẹp, 293 đẹp quá. 293 em thấy dễ thương quá trời luôn. Rồi hai dây đôi nè. 55kg đến 60kg hai dây đôi này thoải mái nha mấy bà nha, ngực chín mấy thoải mái luôn nha. Hai dây đôi đính đá ở trước ngực, lấy cho em mã 279 size to. Hai dây đôi size to mã 279. Con này 60-65kg nè chị Vũ Trang. Con này to lắm. 60-65kg. Lấy cho em mã 465. Trời đất ơi, nguyên miếng luôn. Mịn màng len gân luôn mấy chị ơi, con này đẹp quá mấy chị ơi. Body 50-55kg nha. Lấy cho em mã B34. Body mã B34. Khoác nè. 50-55kg áo khoác. Lấy con này cho em mã 189 nha.
Chốt chị con tím được không? Con tím nào chị? Trời nó có mã không anh đàng hoàng chị? À con tím đá đó hả? Được. Con tím có tay nãy là chị chốt trước cô Xuyên Đặng. B34 của Khuất Thảo. Lắc quá hả chị? Mình không nghe hả chị? Con này size to luôn, 55kg đến 60kg nè, con nhũ nè. Con này đi tiệc thoải mái luôn nè, vải rất là đẹp. 55kg đến 60kg sắc cánh nhũ. Lấy con này cho em mã 515, đúng rồi con đó chốt được chị. Mã 515. Con này nè, 60-65kg luôn, con đen này 60-65kg luôn nha, đẹp lắm nha. Lấy con này cho em mã số 508. Ok chưa, 50-53kg nè, con này đẹp nè. Lấy cho em mã E21, con này quá đẹp luôn. Mã E21 nha. 515 của chị Vũ Trang. Rồi chị Vũ Trang ba cái rồi. Được phi chiếc rồi nè. Tao mời xong mà khỏi đem ra. Đem vô hết. Nhờ bà Trang, à, nhờ bà Hai đem vô hết rồi. Like xong này nghỉ. 508 của cô Xuyên Đặng. 508 cô Xuyên Đặng trước này nha. Chị Nguyễn Hân sau nha. 50kg cho đến 60kg con này. 55kg cho đến 60kg con hoa này. Lấy cho em con này mã số 448 đi. 448 chị Khuất Thảo là 9 phiếu đó chị. Con này đẹp quá mà ta. Con này em thấy đẹp quá. E21 em thấy đẹp quá đó chị. Ở trên em đang treo là toàn là hàng mịn cao cấp. Không có cái con màu vàng này mấy chị. Mình nhìn nó ở ngoài đời á là mấy chị hết hồn liền con này nè. Mấy chị nhìn nó ngoài đời đẹp lắm. Sang lắm mấy chị ơi. Rồi đây là sắc cánh thêu. Sắc cánh thêu nha mấy chơi. 50-57kg nha. Con này sắc cánh thêu 57kg mấy chị mặc được. Lấy cho em mã C4 nè. Lấy 57kg lấy cho em mã C4 nha mấy chị. Lấy cho em Vi mã C4 nha. Đồ đẹp quá trời luôn. Con này nó mềm tay à. Mấy chị thôi khỏi đi. Nó không có đẹp. Giờ con này ok nè. Con này vải đẹp nè. Mấy con nào vải không đẹp em bỏ luôn á. À, cái này 50-55kg giùm em. 50-55kg giùm em nha. Đẹp chưa? Lấy cho em mã 946. Lấy cho em mã 946. 50-55kg. Trời ơi tay dài nè. Khuất Thảo bà chưa có nè bà. Tay dài màu đen nè. 45kg cho đến 52kg thôi. Con này size SM nhỏ. Tay dài đen rất là dễ mặc. Dễ phối đồ lắm. Mã 472. 946 của Khuất Thảo nè. Rồi đây mấy chị. 50kg đến dưới 56kg nha. Con hồng này được nè. Lấy con này cho em mã số 236 472 của chị Thúy Vân trước. 472 chị Thúy Vân trước nha. Con tay dài đen ai cũng thích hết. Hiếm lắm á mấy chị. Mà vải nó mịn nha. Rồi con này không mịn không lấy tiền. 55-60kg. Màu hồng cam. Mịn màng đẹp. 55-60kg. Mọi em sắc nách củ tròn màu hồng cam. Dạ không. Lấy cho em mã M66 không thấy nó đi qua. Rồi con này. Trời mấy chị ơi có mấy cái này đẹp. À nó trên này nè. Ủa nhưng mà nó đi đường kia. Nó trên nè mẹ nghe tiếng đó mẹ. Quá đẹp luôn. Con này 50-55kg. Con này là 60kg láng luôn. Mấy chị thấy không. Vải nó mịn lắm mấy chị. Bao ok luôn á trời. Con này nè 60kg nha. Lấy cho em mã C90. C90 vải nó mịn lắm. M66 của cô Xuyên Đặng nè. Em cảm ơn chị Trần Chanh đã chấm bài cho em nha. Đính đá 55-60kg. Lấy đá này cho em mã số E12. Bao vừa luôn. 55-60kg bao vừa. C90 chị Vũ Trang. Đẹp lắm con C90 nó mịn màng lắm chị. Nó có độ co giãn một cách rất là đã. Con này rất là đã. Đã lắm. Yên tâm. Mua về là thuyết phục liền. C90 em chốt mất rồi. Còn A12 đẹp đó mấy bà. Ok chốt 12 cho chị Vũ Trang nè. Rồi ổn nè. 55-60kg nha. 55-60kg con này. Lấy con này cho em mã C5 nè mấy chị. Rồi một con đầm trắng nè. Đây 60-65kg. Nói chung là con đầm trắng này nó free size nha mấy chị. Mấy chị lên như nịch tùy theo ý các chị nha.
free size nha. Lấy con này cho em Vi free size mã số B32 đi. Dạ. Ờ, có cho cùng hay không hả? Hình như có chị, hình như có. Có chị, em có cộng một cái 65.000. Có chị. Chị Thúy Vân chuyển hết cho em rồi, chuyển hết toàn bộ tiền cho em rồi. B32 của chị Dân Viên Võ. Con này coi giảng 50kg, 60kg nha. Đó, nó giống cái con đen nãy vậy đó mấy bà. Mà có đính đá. Rồi, lấy con này cho em mã số B36 đi, mã B36 đi. B32 chất chế nhiên vỏ nè. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi, mấy cái con này mà bây giờ nó rẻ quá nè mấy bà. Em vẫn bao mới nha. Con này 50-55kg thôi, con này lại không coi giảng bằng con này. 50-55kg con này nè. Lấy con này cho em Vi mã số E3. 50-55kg mã E3. Wow, chờ neo 60kg đây. Con này 60-60kg hơn được nha. Hả, theo chữ chờ neo. Lấy con này cho em mã số M88 theo chữ chờ neo 60-60kg hơn. Tay dài nè. 50-55kg con này thôi ạ. À. Tay dài quả tiết chích dắt. Lấy con này cho em Vi mã số 248. Con chờ neo nãy em thấy nó đẹp quá đó bà. Là một em free size nữa nè chị. 60kg, 70kg thoải mái nha. Lấy con này cho em mã 08 đi, M88 của cô Xuyên Đặng trước. Cô Xuyên Đặng, cô Xuyên Đặng với chị Vũ Trang cùng sai. Chị Vũ Trang ơi, ví dụ như dịch này mình có bán mang về không chị? Ở chỗ mình á, mình có triển khai bán mang về không? Em nè, em thấy á, mấy chị khi mà trong kinh doanh có một số việc nó rất là cần sự nhảy bán và thông minh. Ví dụ như hôm qua em đi ở ngoài đường, hôm qua là em đi ngoài đường thôi, đi dạo mát cho nó mát ở nhà riết nó lú. Em chỉ đi mát thôi chứ em không có ghé đâu hết. Cái em mới nhận ra một điều như vậy nè. Tất cả các hàng quán đều để cái chữ là bán mang về hoặc là mua mang về không ở lại. Đó, tóm lại là cái nội dung của họ chỉ có đơn giản như vậy thôi. Nhưng đặc biệt có riêng một cái quán nha, người Trung. Quán là của người Trung nha, chuyên các món ăn Quảng. Thì em thấy họ để một cái bảng rất là hay. Số đây là số điện thoại của quán, bán mang về ship miễn phí tận nơi đó. Em cho em phải gọi là cái bản nó rất là ấn tượng nha mấy chị. Đấy thì mấy chị thấy là cùng một cách kinh doanh và cùng một cách ghi, nhưng người ta lại ghi hay đến như vậy và để luôn cái số điện thoại. Thì rõ ràng khi em nhìn số điện thoại, sao em chụp màn hình lại, sao em về nhà alo ở hôm nay có lòng trồng nghệ không, ví dụ vậy. Họ hôm nay có mì quảng không, hay là hôm nay cho tôi mấy phần bò lết lốt đi, ở nhà tôi như vậy đó, giao miễn phí nha. Thì rõ ràng nó rất là hay luôn á mấy chị. Và chỉ có một cái quán đó em thấy nó đặc biệt thôi. 08 của chị Nhiên Võ. Vẫn bán ăn bình thường luôn. À, ăn tại nơi luôn hả chị? 08 chị Nhiên Võ nè. M88 chốt của chị Loan Lê ơi. Mình mới vô hả chị Loan Lê? Chị Vũ Trang được 5 cái á chị. Mấy chị thấy hay không? Để số điện thoại xong rồi bán mang về là ship tận nơi miễn phí nữa. Thì đương nhiên là ví dụ như bây giờ người ta ở quận 9 đi, thì chỉ có dân quận 9 đi ngang đó mới thấy được. Thì đương nhiên dân quận 9 mà ở quận 9 thì ship tận nơi. Trời ơi bán được một mớ luôn. Trong kinh doanh trong thời buổi dịch giả là phải như vậy đó. Rồi là em thấy nguyên cái con đường em đi có một cái quán nó đặc biệt thôi. Em nói là trời, chủ quán này học cũng ít nhất là mấy năm quản trị kinh doanh nè. Người ta mới có một cái tầm nhìn nó khác đó mấy bà. Hay lắm. Nói chung là để một cái bảng thôi, cùng một cái dòng chữ, cùng một cái nội dung thôi, nhưng mà nó hai người hoàn toàn khác nhau. À đây đấy chị. Đây, điệu nha, con này hơi điệu. 50-55kg điệu nha. Đó. Rồi lấy con này cho em mã số B25. B25. Nha Trang chưa thấy gì luôn hả? Dạ. Dạ. Rồi hôm nay có đông khách không chế ơi? Ra con này xe ép đi. Dưới 52kg. 45kg đến dưới 52kg. Lấy con này cho em mã C48. C48. Nói chung nhiều người ta kinh doanh có những cái hay lắm, mình phải học hỏi. Hôm qua em đi ngang chỉ ông xã em hết á. Em nói ở chỗ này nó hay quá anh ha. Nó khôn ghê, nó thông minh. Rồi lên đi mấy chị, con này 50kg cho đến 58kg nha. Con này không đá không gì hết. 50-58kg đơn giản. Lấy cho em Vi mã số 464 con này nha. C48 chú chị Mỹ Ngọc nè.
Để em uống miếng nước đó chứ. Tự nhiên thấy chạy dầu cái ghiền. Hết miếng xì ca các em lên hết nha. Còn cỡ 200 con, 300 con là hết. 200 con là hết. Đây, có nhiều lên hết cho mấy chị tham khảo. Con này 45kg cho đến 52kg dùm em. Dạ chị Mỹ Ngọc, 3 cái á. Lấy cái này cho em mã M23. Đây, đây, đây. 60-60kg hơn thoải mái. Con này có độ co giãn size XL luôn. 60-60kg hơn thoải mái nha. Lấy con này cho em mã số 535 nha. 535 M23 con chốt cho cô Mỹ Thanh Phạm. Đây 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 đây, cô có thích dòng thể thao này không? Đây mấy chị dòng thể thao size S nè. Dưới 50-52kg thôi. Trời con này đẹp mới. Lấy con này cho em mã số 19 nè. Có đó hàng hiệu đó, hôm qua em có nói hàng hiệu đó. Trời ơi, con này em còn luôn nè mấy chị ơi. 50-55kg nè mấy chị ơi. Không, con này 58kg luôn đó. Đẹp chưa? Con này đẹp quá nè. Mã số 51. 19 em chốt cho chị Mỹ Ngọc. Con 19 nó tươi quá hay chị. Ây, da, da. 55-65kg nè. Cái sọc của nó màu tím đó, mới tinh tình tình. Lấy con này cho em mã 549 nha. Mã 549. Form dài sọc tím. Con này nhỏ nha. Con này size S. Trời mấy chị nào size S chưa tìm được nè. Em thấy cái này nó đẹp, nó đơn giản nè mấy chị ơi. Size S dưới 50kg body khoe dáng nha. Mấy chị chốt cho em mã 21. 51 em chốt cho chị Nguyệt Phạm nè. Con sọc nó đẹp lắm á chị. 549 của cô Xuyên Đặng luôn. Chị ở ngay 6 giờ sáng đến 9 giờ tối bán đủ các món. Khi nào ra Nha Trang alo chị nhé. Em nói thiệt chị luôn á. Em mà hết dịch cái đi liền. Rồi ok em nhớ rồi, chị Vũ Trang đi Nha Trang, em nhớ rồi. Nói chung là em bạn bè của em mà khách của em là toàn quốc. Nhiều cái hẹn lắm mấy chị, nhiều cái hẹn lắm khắp các nước miền, khắp các khu vực miền Tây là hẹn dòi nè. Nói chung là em con em mà lớn em đi hết. Hai vợ chồng em ghé hết đi hết. Xài cái này 55kg 60kg đi. 55 60kg đi mấy chị. Lấy cho em mã số E7. Em ghé được mấy chỗ rồi. Em ghé được Vũng Tàu nè. Tại em buôn bán 5 năm nhiều lắm. Khách em là trời. Resort Vũng Tàu, resort Phú Quốc quá trời. À đi mấy chị. Ôi ý đẹp quá nè. 50-55kg thôi nha mấy chị nha. 50-55kg nè. Lấy con này cho em mã số 10. Mã số 10. Rồi con này nó vải nó cũ quá nha mấy chị. Ok nè. 50kg cho đến 58kg. Con này mịn đẹp. Lấy cho em mã 289 nha. Mã 289 em thấy đẹp nè mấy chị. Số 10 của chị Kiều Gia Long. Con 289 được lắm á. Ăn tối xuống tắm. Ăn xong xuống tắm biển hả? Trời ơi nghe ốc giọng quá chàng ơi. Con vừa xong là con coi sao là 28. Số 10 là có chị Kiều Gia Long lấy rồi. Còn con này là mã 289 nè. Rồi con nhũ này nè mấy chị mới lắm. À em sẽ cho mấy chị hai màu. Con này là canh đang bận luôn đó mấy chị. Size 60kg nha. Đẹp lắm nha mấy bà. Đẹp lắm nha mấy chà. Con này sang lắm. Con này nè nếu mà mình lớn tuổi mình không có mặc váy được á. Nè con này nó bo dưới nè thấy không. Đẹp lắm. Mấy cái form này là form cánh dơi rất là dễ mặc. Mà nó là vải nhũ. Em có hai màu, một bạc với màu hồng. Rồi chế nào chốt cho em nha. Bạc với hồng chốt chữ cho em luôn đi. Free size. Về size MLXL thoải mái. Con đó MLXL thoải mái. Cái con này em thấy đẹp nè trời. À 289 em chốt rồi. Ủa em chưa ra phiếu rồi để em coi. 289 là của cô Xuyên Đặng nha cô ơi. Đây con chốt nè, bây giờ con mới in nè.
Đó, hai cái đó là em thấy đẹp đó mấy chị. Nó phong cánh dơi nó dễ bận lắm. Rồi nè, đây nè, từ từ con này mình để coi có lỗi hay không nha mấy bà. Con này to lắm mấy chị. Con này 70 kg, 60 kg đến 70 kg to nha. Con này to nha. Size 2XL nha. Lấy cho em mã B 22 đi. Cái hồng em chốt cho chị Nguyệt Phạm nè. Cái bà cũng đẹp lắm đó chị. Cái bà cũng đẹp lắm. Cái hồng chị Nguyệt Phạm chốt trước rồi chị Đỗ Diễm, mình lấy cái bạc đi. Cái bạc đi, cái bạc trắng đi cũng đẹp mà. Con này lỗi nhẹ. Từ đem coi con này lỗi nó nhẹ lắm mấy chị. Thôi sợ mấy chị mặc ngứa bỏ qua đi. B 22 của cô xuyên đậm nha. Trời ơi nó ok chưa. 50kg thôi nha mấy chị. Xe S nè mấy chị ơi. Bà nào xe S còn xem đâu đẹp quá. Mã M 26 đã quá mấy chị. Mã M 26 đã quá mấy chị ơi. Trời ơi đẹp dữ vậy. Ôi không lỗi lầm luôn. 50kg cho đến 58kg nè. Mã M 8. Trời mấy con này là kiểu như nó vô sao nè. Kiểu như nó nằm ở cái khúc sau á, khúc cuối sau em không có thấy á. Rồi đẹp quá này nhìn nè. Ok chưa? 50-55kg nè. Lấy con này cho em mã số C30 đi. C30 50-55kg nha. Trời, cái con này nó đẹp quá đó chị. M8 cô xin đặng lấy nha. Đẹp quá đẹp. Mới tinh. M8 mới tinh. M8 mới quá, lấy rồi. Rồi C30 em chốt được cho chị Minh Ngọc nè. Con này cái màu nó nhẹ nhàng. Ai đây. Đẹp quá, 50kg cho đến 58kg thôi nha, đẹp chưa? Cái tay của nó hơi gọn. Không, con này 60kg láng đi, tay cũng cỡ tay em thôi. 60kg láng đi mấy bà ơi, đẹp quá mấy bà. Rồi lấy cho em mã số 81 nha, xẻ vai. Trời ơi mấy con này được quá mấy chị. Được quá mấy chị ơi, mịn màng quá nè. 50-55kg mịn màng nha. Mấy chị cứ xem gần màn hình để cho nó tin tưởng. Đẹp lắm. Lấy cho em mã số 48. Con này thì nó không có được mới lắm. Nó cỡ 80% nha. Ví dụ như mấy con kia 90-90 hơn thì con này 80. Con này bán cho mấy bà 10.000 thôi. Dưới 50kg nha. Lấy cho em mã xanh 10 đi. Mà con đó sẽ ép nữa. Buồn ghê không. Mấy con đó cái size to hơn chút cũng được. Chỗ má dễ thương nè. Wow. Nút đủ nha. Mới tin. 50-55kg siêu mẫu của mình nè. Lấy cho em mã B7. Quá đẹp. B7 đẹp. B7 đẹp nha. Tại mấy cái khúc sau em chưa có kiểm lỗi á mấy bà. Nên em chưa có phân ra được cho khách. Nãy bà chị em bà không biết nên bà vô hết luôn để cho em lựa. Rồi con này mịn màng đẹp đẽ. Đây con này mấy chị cứ xem gần màn hình đi, đẹp lắm. 50-55kg nha, không lỗi lầm. Lấy cho em mã số 205. Có 60kg không chị ơi, từ từ đợi em một chút. Có nha chị Lê Thúy, xanh 10 của cô Mỹ Thanh Phạm, B7 của chị Mỹ Ngọc. Sáu mươi ký mà chị thích mặc à, form nào chết. Em có nha, em có nha. 205 của chị Phùng Thị Thị Dương. 205 ok nè, mới tinh. Chị thấy mặt có tay sắt cánh hay sao? Rồi con này ok, ổn. Hơi bị đẹp luôn. 50-55kg thôi mấy bà cổ vê. Có form là con này nó lạ nè. Mặt sọt đẹp. 50-55kg lấy cho em mã A4. Đẹp là được. Trời ơi. Nói nghe thấy cưng không? Để coi kiếm nha. Đẹp là được đúng không? Rồi chờ neo sắt cánh nè. 60kg ok. Sắt cánh. Mấy cái này là theo chờ neo nha. Mịn đẹp. Rồi lấy con này mã M88. Chờ neo mã M88. Con này thì đính đá sắt cánh luôn, co giãn 50kg, co giãn đến 60kg. Lấy con này cho em mã số 336 nha chị.
A4 của cô Mỹ Thanh Phạm. Có tay hả? Dạ, đi về đợi em một tí tẹo nha. A4 cô Mỹ Thanh Phạm trước. Có tay, có tay. Em thấy có mảng mẫu trên đây cũng được, mà em sợ nó bị cũ quá mấy bà, em chưa có coi hết á. Rồi rồi, ơi siêu mẫu của mình đây. Trời ơi, lỗi nè, tiếc chưa. Con này cái vải nó mới quá, mình lục hai lỗ rồi nè. Thấy không mấy chị? Đó. Và cái vải nó mới tinh nè. Rồi 10.000 nha. 10.000 nha. Con này nếu mấy chị có cái chỉ hồng á, mấy chị đơm lại chắc không ai thấy đâu. Nhỏ xíu à. Nè, hai cái chấm nè. Vải của nó thì mới mịn màng. 60kg con này á, mã hồng 10. Con này 60kg hơn được luôn, đẹp lắm. Nhưng mà cũng bị hai lỗ nhỏ rồi. Thôi anh em nhìn thấy chứ. M88 chốt chị Lan Lê. Em là con mắt em nhìn cũng kỹ. Em có cái này nè chị. Đẹp nè. Con này đơn giản mà đẹp, 55-60kg nè bà. Đó. Con này thì mịn màng không lỗi lầm. Bà lấy cho tôi mã 947 nha bà. Hồng 10k của chị Hồng Hà nè. Con đó nếu mà tính ra mình bận, nó nằm ở lay dưới cái xong mình đóng thùng cũng được hen. Ai mà biết được. Chị Hồng Hà lấy rồi chị Nguyệt ơi. 947 của chị Lê Thúy. Đúng không? Đúng không? Đóng thùng cái ai mà biết được. Trời ơi, có trời biết, đất biết, viên vi nó biết thôi. Trời biết, đất biết, với con vi nó biết thôi chứ ai biết. Đây. Con này 60-60kg hơn. Con này là 60-62kg. Mã số M84 nha. Con đó M84. Là màu khác nữa, nếu mà chị muốn em lên đủ màu cho chị luôn đó. Em thấy con này đẹp quá nè, mà 50-55kg mà mấy bà bỏ qua không biết luôn. Con này thì có 50-55kg thôi. Lấy cho em mã số 188, ok lắm. Em chào chị Giang Lê. Đây, con này form nó dài chút. Con này 60kg có thể được nha. Chị cao 1m6 trở lên là ok. 55-60kg có thể được nha. Con này tay dài lửng. Tay loe, có loe. Lấy cho em mã 519. Lấy cho em mã 4. Bao giờ lên áo lót ha. M88 Chanel của cô chốt rồi nhé. Dạ, cái con M88 là con lại tưởng là nó là cái con tím đính đá. Tại con tím đính đá là cái mã của nó là vẫn là mã M88 luôn á cô. Nên là con kẹp sai phiếu cho cô rồi hay sao. M88 hồi nãy là có trong đơn của cô Xuyên Đặng có. Có. Hay con kẹp sai ta. Tại vì nó có con tím có tay đứng một mảng đá này nè, nó cũng là M88. Sao quá ta ơi. 519 của chị Lê Thúy. Bây giờ con xuống like, con kiểm tra lại cho. Hồi nãy M88 em chốt cho ai ta? Từ từ, em xin lại M88 trước đi rồi tính tiếp ha. M88 chị Lan Lê cho em xin lại. Em xin lỗi chị Lan Lê. Mình chốt con khác giùm em nha chị nha. Chị Lan Lê ơi, đừng có giận em nha trời. M88 là em kẹp lộn đó chị ơi. Mình chốt con khác giùm em nha chị Loan Lê ơi. Đây, em giữ lại M88. Xin lỗi chị Lan Lê nha, đừng giận em nha. Chanel cô chốt trước Vũ Trang đấy. Con nói là con mệt, con tím đá đó. Chút xíu nữa em về nghiên cứu lại. Cái nào em mặc đẹp ha. Hơi bị lạ luôn á. Em thích cái xẻ vậy em thích nè. Ai lên đây, cái đầm em mặc có chốt, có người chốt rồi chơi. Rồi đây, con này hơi bị mịn màng và đẹp. 55kg đến 65kg nha mấy chị. Con này mịn lắm, ok lắm. 55-65kg. Lấy con này cho em mã số. Bộ màu trắng phía sau bao nhiêu ký dạ. Lấy cái này cho em mã M17 đi. À, cái quần này chị không có vừa đâu. Còn cái áo là bao vừa. Cái áo là free size 55-65kg. Cái áo đẹp lắm. Cái áo nó dài, nó có bo á. Mình mặc cái mình bo cái phần eo lại chút. Xong mình để cái rũ cái này xuống nè. Cái form này nó như vậy đó. Rồi cái quần không có vừa đâu. Cái quần nó nhỏ xíu à, cái quần size S à. Cái đó là quần váy á, em phối như vậy cho nó xinh đó mấy chị. Rồi, lấy con này cho em mã bạc đi. Còn cái quần chị không vừa đâu, còn cái áo lấy cho em mã bạc đi. M17 của chị Lê Thúy trước nha. Chị Lê Thúy M17 trước rồi, chị Hải Nguyễn sau, chị Vũ Trang sau. Lấy áo ok chế. Em muốn miếng nước á.
em uống miếng nước cái xong em phát hiện có con cánh dơi đây đó, cánh dơi 55-60 kg này. Lấy cho em mã 943, 55-60 kg bà dừa mã 943. Dạ ok chị. Thì chị Lê Thúy chốt rồi chị Hồng Hà ơi, chị Lê Thúy lấy nè. Em có con ghi lê này em thấy đẹp nè, ghi lê này bao nhiêu ký mà cũng đẹp hết, phối với áo tay dài hoặc sơ mi với mấy chị. Cái ghi lê cho em mã 491 nha, 943 của chị Lê Thúy. Cái chị Hồng Hà bây giờ mới vô à. Rồi em lên thêm, em lên thêm size của các chị, em lên thêm. Chị Hồng Hà nãy giờ bận hả trời. Ôi đây con này 60 kg nha, con này 60 kg bao dừa, con này to lắm. Mấy con hồi nãy là size SMM, size S, size M con, còn đây là size LXL to, ngực 100 cũng được nè. Rồi lấy con này cho em mã số 518, ngực 100 được. 491 em chốt cho chị Lê Thúy. Trời, các nàng size SM ơi, đẹp quá. Size SM nha, rất top nha, mã 141 đi. Các nàng size SM ơi, đẹp quá. Mã 141 đi. Con này thì 55 kg cho đến dưới 58 kg thôi nè. Lấy con này cho em mã số B74. Dạ dạ đợi em một chút nha, em lên nha. B74 đợi em một tí em lựa mấy cái đó, mấy cái đồ nó không có bị lỗi đã. Tại vì cái này đo cái đám size chưa có lựa. Con này đẹp nè. Con này size M 45 kg cho đến 53 kg quay đầu. Lấy con này cho em mã 520 nha. 141 em chốt cho chị Kim Loan Ngô ạ. Rồi bạc nhũ em còn nè, con này đính đá 60 kg nha, nó là sắt cánh nha chị. Đính đá 55-60 kg nhũ nha. Lấy con này cho em mã số B31. B31. Ôi con này xịn mịn luôn á mấy chị, hàng hiệu. Con này hàng hiệu, mặc được hai kiểu cổ V và cổ vuông nè. Con này mấy bà lấy đi, rất là đẹp. 55-60 kg mấy chị cứ nhìn nè. Mấy chị cứ nhìn nè. Rồi mấy chị nhìn không, chất lượng cuộc sống luôn á mấy chị. 55-60 kg, mịn màng luôn. Hàng hiệu đó, mã 70. Con đó hàng chuẩn hiệu nha, cam kết hiệu 100% con đó nha. Trời đất ơi, chồng mới tinh tình tình. 50-55 kg mới tinh tình tình nha. 50-55 kg mới tinh tình tình. Lấy cho em mã số 0. Ủa cái cọc này đẹp quá vậy. Cái cọc này em, trời ơi má ơi, siêu mẫu rồi. Nhìn nè mấy chị, mới quá trời luôn. 55 kg cho đến 57 kg con này nha. Mấy chị size ML lấy nè. Mấy chị size ML lấy đi, con này đẹp quá. Mã C76. Mã số 70 của chị Kim Loan Ngô, số 0 của chị Kiều Gia Long. Trời ơi đẹp quá à. Ôi cái cọc ở trên đó, cái cọc đầu này đẹp nè mấy chị. Em chào chị Lê Phượng. C76 của chị My My trước nha. C76 chị My My mới vô hả chị ơi. Cái cọc, ôi cái cọc này làm gì mà đẹp dữ vậy ta. Trời ơi luôn. 50-55 kg nè. Mã 241. Cánh dơi nha, bao nhiêu ký cũng vừa nha mấy chị ơi. Lấy cho em mã B33. Con này 50-55 kg nè mấy chị, màu xanh da trời á. Lấy con này cho em mã số B89. 241 của chị Kiều Gia Long trước rồi. B33 của chị Lê Thúy. Gì ta? Áo trên canh bận có người cho. À quần trên canh bận là size S đó chị. Quần trên canh bận làm dạng như quần váy tay nít đó chị. Em lên cổ cao nha, sát cổ nha. Con này là 50 kg cho đến 52 kg thôi nè. Màu da, màu da sát cổ 50-52 kg. Lấy cho em mã 407. Lưới đây mấy chị, 55 kg. Con này dễ thương nè. Con này mình mặc có lót trong men với quần sọt. 50-55 kg. Lấy cho em mã số 11. Con đó eo dưới 70 nha chị. Eo dưới 70 thôi nha. Con này đẹp quá mấy bà. 50-55 kg đẹp quá mấy bà.
50-55kg thôi. Lấy con này cho em Vi mã số B77. À em có con này nè, đẹp nè, 55kg-60kg nè chị. Con này đẹp nè, 55-60kg không lỗi lầm nha mấy bà. Lấy con này cho em Vi mã số 503. Lấy cho em mã 503. Em ốp nha mấy chị, em đói bụng. À đây đây, em còn siêu mẫu, vài con siêu mẫu nữa em lên ha. 50-55kg size M nè. Lấy cho em mã trắng đi, con này đẹp lắm, mã trắng 503 của chị Lê Thúy. Trời, tự nhiên em đói bụng quá ta. Ý, trời ơi má ơi, đẹp dữ vậy. Mà con này nhỏ xíu ai bận ta. Size S nha mấy chị. Lấy cho em mã đầm đen đi. Ô, con này ham từ từ. Không, xin lỗi mấy chị nha, khoan nha. Sao em thấy nó chút xíu à. Em thấy nó 40-40mấy kg rồi trời. Trắng của chị Mimi nè. Chị Hồng Hà đang thấy phê chị thấy nha. Dạ. Để em coi, nếu mà mình chưa đủ đơn để em coi cho chị. Ơi con này lạ quá ha, mà để coi có lỗi gì không ha. Trời ơi nó nô lỗi lầm. Trời ơi size M thôi mấy chị, không lỗi lầm. Ôi má ơi, má ơi luôn, lấy cho em mã độc lạ đi. Trời em gần nghỉ mà ba con ngay đầu sào đẹp quá nè. 50-55kg không lỗi lầm nè mấy bà. Trời mấy con này đẹp quá trời, mã vàng đi. Còn ba con nữa à. Mấy con kia nó có lỗi rồi mấy bà. Trời con này hàng nguyên miếng mà sách vai nè, con này sang nè. Con này em đưa cái bàn tay em vô cho mấy chị coi cái vai sách của nó nè. Cái vai sách mà vai cổ Huyền á, đẹp lắm. 50kg-53kg size M vai sách cổ Huyền nha, lấy cho em mã đen đi. Con này hàng hiệu luôn, trời ơi, hàng hiệu chất len giấy cao cấp, 50-55kg. Trời ơi, mã xanh đi rồi hết rồi. Em đói bụng quá mấy chị, không cả em nha. Đồ thì còn nhiều lắm chế mà. Em đói quá à. Đói, em đói hồi em chịu. Cái đen đó em lấy cho chị cái đen đó em lấy chị Kim Lân Ngô nè. Ủa cái đen hay cái xanh vậy? Chết mẹ rồi. Đầm đó là nhũ à Vi, nhũ đó. Ra cho tơ phở gà. Phở gà mà lấy hai cái đùi nha chị Vũ Trang. Dạ ok chị Hồng Hà. Độc lạ của chị Kiều Gia Long. Mã vàng chị Giang Lê. Từ em kẹt cho nó chính xác lại chứ không thôi nó chết rồi. Độc lạ chị Kiều Gia Long. Nói chung là em xin lỗi mấy chị em móp, em ăn cơm nha mấy bà. Rồi độc lạ đen vàng em chốt hết rồi ha. À con xanh cuối nè, con xanh cuối chưa chốt nè. Con xanh cuối là của chị Kiều Gia Long. Rồi à, hôm nay em chốt đơn nha. Có gì à, mấy chị mà chưa đủ đơn cho em xin lỗi nha mấy chị đó. Cho em xin lỗi, em đi ăn cơm cái đã, em đói lắm rồi. Cảm ơn mấy chị đã chọn livestream của em thay vì rất là nhiều livestream ngoài kia. Bye bye anh bà, chúc mấy bà cuối tuần vui vẻ với gia đình.